Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Tiếng hát Lộ Đức, nguyên tác The Song of Bernadette của tác giả Franz Werfel, do linh mục Thomas Trần Ngọc Túy, dòng Đa Minh chuyển ngữ, và đài phát thanh Lòng Chút Thương Xót thực hiện qua giọng đọc của Cecilia Vân Yên và Anna Thúy An. Lời mở đầu. Đọc xong bản dịch Anh ngữ, tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi vì câu chuyện quá hấp dẫn. Nhưng sách quá dài, mà lúc ấy tôi còn đang đi học, không thể dịch được. Sau này gặp lại bạn tóm tắt nên tôi đã cố gắng dịch sang tiếng Việt để chia sẻ với các linh hồn thánh thiện được biết rung cảm trước thế giới siêu nhiên. Tôi không thêm bớt chi cả, mà theo tác giả thì câu chuyện là có thật, xảy ra không bao lâu trước Thế chiến thứ nhất. Ông đã viết lại để bày tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ đã cứu giúp gia đình ông qua khỏi hoạn nạn, mặc dầu lúc ấy tôn giáo của ông là Do Thái. Sách ông viết chẳng bao lâu đã nổi tiếng khắp cả thế giới, vì ông là một văn nhân đức tài ba từ trước. Lập tức, sách được chuyển sang các ngôn ngữ phổ thông Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng tìm đọc. Quý vị có thể đọc chi tiết từ các ngôn ngữ đó. Dưới đây chỉ là bản tóm lược. Tiếng hát Lộ Đức, chương 1. Ông François Soubirous thức dậy rất sớm, khoảng 6 giờ. Từ lâu, ông đành để mất chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc. Món quà người chị họ Bernard Castro tặng nhân dịp đám cưới. Tấm thẻ cầm đồ của nó và của vài thứ kỷ niệm quý báu khác đã hết hạn vào mùa thu năm ngoái. Ông Soubirous biết lúc ấy là 6 giờ, mặc dù chuông nhà thờ Thánh Phêrô chưa đổ để báo tin thánh lễ ban sáng. Những người nghèo khổ như ông không cần đồng hồ hay chuông báo nhà thờ để biết giờ giấc. Nó đã ăn sâu vào xương cốt họ, bởi luôn luôn sợ hãi chậm trễ giờ vào sở. Ông sờ soạn trong bóng tối tìm đôi giày gỗ, nhưng không dám xỏ vào chân mà lại cầm lên tay, kẻo làm ồn cả nhà. Ông đứng chân trần trên sàn nhà bằng đá lạnh buốt và lắng nghe hơi thở của mọi người đang ngủ. Sáu mạng chung nhau một căn phòng nhỏ. Ông và vợ, bà Louise, xoay sở giữ được chiếc giường cưới. Nó là nhân chứng trung thành của thuở ban đầu đầy hy vọng. Hai cô con gái ở tuổi dậy thì, Bernadette và Maria, ngủ trên tấm phản gỗ cứng lót rơm. Hai đứa con trai còn nhỏ, Jean Maria và Justin, nằm ổ rơm dưới sàn. Ông François Soubirous chậm rãi đưa đôi mắt nhìn vào lò sưởi thô sơ do ông chủ nhà Andé Seju chế tạo tạm bợ cho các người thuê mướn. Dưới đám tro tàn, vài thanh củi cành khô đang cháy dở dang. Nhưng ông không đủ sức lực
để khơi chúng thành ngọn lửa to hơn. Ông quay ra cửa sổ, cay đắng nhìn bóng đêm đang thay đổi dần sang màu xám nhạt ở phía chân trời đằng đông. Những khung cửa sổ làm ông phăng xoa khó chịu. Nó nhắc rằng gia đình ông đang chui rúc trong một căn phòng trước kia là nhà tù Castro. Ở đây, về mùa hè nóng như thiêu đốt, về mùa đông lạnh như đóng băng. Bởi điều kiện khắc nghiệt như vậy, cho nên mấy năm về trước, thị trưởng Lộ Đức Lacade đã ra lệnh di chuyển các phạm nhân đi nơi khác, có nhiều tiện nghi và vệ sinh hơn, để bảo đảm sức khỏe cho họ. Vậy mà giờ đây, gia đình Suberus lại phải sống ở đó. Mặc dầu ông đâu phải là một gã lang thang hay một kẻ lượm rác bán. Ông là một tay thợ xay lúa lương thiện và đã có lúc làm chủ một nhà máy trà có cơ sở đàng hoàng. Con suối cấp nước cạn kiệt đi đâu phải lỗi của ông. Thế mà nay gia đình ông đang trú ngụ tại đây, cái nhà tù cũ tên Castro ở phố Petit Fossé. Và ông đang đứng nghe hai lá phổi của Bernadette rít lên trong đêm. Lúc này, bà Louise Suberus cũng đã tỉnh giấc. Chỉ mới 35 tuổi, nhưng coi như đã ngoài 50. Ông Francois ngắm vợ, cố thổi cho những thanh củi hồng to lên, bỏ thêm vỏ trấu, mạt cưa, rồi đặt trên bếp cái ấm đồng nhỏ. Những tiếng chuông nhà thờ đổ hồi xa xa. Ngày mới bắt đầu, với những gánh nặng, lo âu và thất vọng không thể tránh khỏi. Ông Francois Suberus ước ao được vài hớp rượu mạnh cho ấm cái dạ dày trống rỗng từ chiều hôm qua, nhưng chẳng làm sao kiếm ra được. Ông xỏ chân vào đôi giày gỗ rồi nói: Mẹ nó ạ, chắc tôi đi đây. Bà Louise nhìn chồng chán nản hỏi: Thế ông đã có địa chỉ nào rõ rệt trong đầu óc chưa mà đi? Ông Francois ấp úng: Thì cũng như mỗi ngày, có vài nơi đang cần người làm. Tôi đến hỏi thử ông Maison hoặc ông cục trưởng bưu điện Cayenave xem sao. Ha? Bà Louise lẩm bẩm: Ôi, lại Maison, Gros, Cayenave. Ông Francois Suberus đội mũ lên đầu tính bước ra cửa. Đột nhiên, bà Louise nói với ông: Ô này này, này ông, khoan đi đã. Tôi có chuyện nói với ông. Chúng ta nên gửi Bernadette về miền quê lần nữa. Tôi nghĩ gia đình Lage sẽ nhận lại con bé. Ở Bath, không khí trong lành có lợi cho sức khỏe của con. Hơn nữa, con sẽ được ăn bánh mì trắng, uống sữa dê, mật ong, với những thứ khác. Mà những thứ ấy, chúng ta ở đây nghèo quá, chẳng có. Phải làm lụng một chút cũng không sao. Ông Francois lại cảm thấy cay đắng trào lên cổ, tự nhủ: Mình là gã ăn mày thực rồi. Con cái đang chết đói nên phải trao nó cho thiên hạ nuôi nấng dùm. Bà Louise đưa mắt liếc nhìn chồng. Ông đứng bất động như trời trồng, đầu cúi gằm xuống đất, dáng điệu nghiêm nghị nhưng thiếu tự tin. Thương hại chồng, bà Louise chạy tới cái chạn gỗ, lấy ra một chai rượu chát, rót cho chồng một ly đầy. Ông dốc cạn ly rượu vào miệng, nuốt khế ực rồi nói:
Ừ, ý kiến của bà hay đó. À, bà cứ làm đi. Thôi, tới giờ rồi, tôi đi ngang. Ông thèm thêm một ly rượu nữa, nhưng kiềm chế được và bước ra ngoài. Trên chiếc phản gỗ cứng đơ, Bernadette nằm lắng nghe, nín thở, đôi mắt mở thao láo. Ngoài trời mưa và tuyết trắng tạt thẳng vào mặt ông Francois. Gió lạnh từ dãy núi Pyrenees thổi lùa xuống đường phố bút cóng. Ông đứng yên lặng một hồi khá lâu, lưỡng lự trước cửa tiệm bánh mì của ông Maison Cross. Khi đã đủ can đảm, ông đẩy nhẹ cửa bước vào. Cánh cửa nặng nề hé mở, mùi bánh mì nóng xông lên mũi ông thơm ngon ấm áp. Ông thèm gần như muốn khóc. Chủ tiệm to béo đang đứng giữa gian phòng rộng, ngang lưng thắt một cái khăn trắng lớn. Ông Suberus giả vờ nói như lơ đễnh. Wow, ôi cái mùi bánh mì thơm quá. Hôm nay có việc chi làm không ông chủ? Người chủ tiệm không thèm ngoái cổ nhìn xem người mới đến là ai, thản nhiên nói như cằn nhằn. Ôi cái thời buổi chết tiệt này, mấy ngày nay chẳng có thêm đơn đặt hàng nào. Thiên hạ thì cứ như biến đi đâu mất tiêu. Họ thích cái tiệm bánh ngọt bên đường kia hơn tiệm của tôi. Công việc cứ như thế này thì đến mùa chay, biết xoay sở làm sao đây? Làm gì có việc hả? Ông Suberus đói bụng muốn xin một ổ bánh mì ăn tạm, nhưng lại chẳng dám mở miệng. Rồi ông quay lưng, bước ra khỏi tiệm bánh. François Suberus đi nhanh, ngang qua quảng trường thành phố tới cục bưu điện. Trời rét như dao sắc cắt ra. Viên cựu hạ sĩ quan cảnh sát Cazenave đi đôi ủng cao cổ, lưng đeo lủng lẳng chiếc túi rết, đứng oai vệ giữa một chiếc sân rộng. Vây quanh là đàn ngựa trạm và những cỗ xe. Từ khi nhà nước mở tuyến đường xe hỏa tới quận Tháp bên cạnh, thì công việc làm ăn của ông trở nên phồn thịnh. Các du khách đi nghỉ dưỡng bệnh tại chân dãy núi Pyrenees buộc phải dừng chân ở quán ông để mua thêm nhu yếu phẩm. Ông cung cấp cho họ lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng cho từng du khách. Trông thấy Suberus tiến lại gần mình, ông cất tiếng hỏi trước. Này, bác Francois đấy à? Gia đình chẳng bao giờ đủ ăn sao? Nghe tiếng hỏi lạnh lùng, Suberus buồn rầu quay gót tính bỏ đi ngay. Nhưng Cazenave gọi giật lại. Này này, ông bạn khoan đã. Mẹ bề trên tu viện cần thuê người đổ rác bẩn của nhà thương. Hình như là băng vải, chăn mền nhiễm trùng. Có thể kiếm được 20 xu đấy. Đem ra ngoài thành phố mà đốt. Mắc con ngựa hoang đàng kia vào cỗ mui xe trần đó. Suberus nài nỉ. Thưa đại quý, gia đình đang đói quá, tôi xin thêm 10 xu nữa được không? Cazenave không thèm trả lời, quay mặt bước về phía mấy con ngựa. Ở nhà thương, người gác cổng xem ra có vài hiểu biết về vệ sinh y tế, cảnh cáo François Suberus. Lầy bác lầy, cẩn thận đấy. Những thứ đó đầy vi trùng truyền nhiễm,
Vậy mang đi rất xa ngoài thành phố mà đốt. Tốt nhất là ở hang Masabian, rồi hốt cho, đổ xuống sông Gave. Như vậy nó khỏi bị lây nhiễm nha. Chiếc xe ngựa gỗ nhịp lóc cóc trên bề mặt đường đá gồ ghề lởm chởm. Ông Subiru tính toán thầm trong bụng. Chắc chắn ông Kayenave sẽ đồng ý trả cho mình đủ 30 xu. Để tính ha, ta sẽ mua 4 ổ bánh mì 8 xu. Một nửa ký lô phô mai mỡ cừu 6 xu. Dĩ chi 14 xu. 2 lít rượu chát 10 xu. Tất cả là 24 xu. Còn 6 xu mua vài cục đường cho lũ trẻ. Ăn thay kẹo khi uống rượu vang. Như vậy là vừa đủ. Ôi, lạy Chúa, cứu giúp gia đình con. Con đường mất hút vào bụi cây thanh thảo ngay bên vệ đường. Xe cộ qua lại tung bụi bám đầy. François cho xe chạy theo sát bờ sông Gave, ở chỗ có cái ngoặc cấp. Dưới sông, những tảng đá lớn nằm chặn ngang dòng chảy. Nước từ phía trên đổ xuống tẽ thành hai ngả, chảy ào ào. Gần đó, con suối nông Savi đổ vào lòng sông lớn. Bên kia là dãy núi Masabian, phía trái là dãy núi các hang. Ông Subiru ngước mắt nhìn lên cái hang to nhất. Người ta gọi nó là động Masabian. Nó là một cái lỗ khổng lồ ăn sâu vào sườn núi đá vôi. Chiều rộng của nó chừng 20 bước, chiều sâu chừng 12 bước. Xa xa trông nó giống cái miệng lò nướng bánh mì to lớn. Mấy đám dương xỉ mọc trồi lên khỏi mặt đất đá vôi. Nửa đường lên miệng hang, một bụi dây gai sơ xác bám vào vách đá. Mấy cây hồng dại quấn quanh miệng hang bầu dục nhọn hoắt. Hang Masabian hoang dại âm u, chẳng được dân làng ưa thích. Nhiều chuyện ma quái hoang đường được truyền từ miệng này sang miệng khác khắp vùng. Tuy nhiên, những câu chuyện kinh dị không dọa nổi ông François đói khổ. Ông dừng ngựa, trèo xuống khỏi xe, đưa đôi mắt quan sát khắp nơi tìm chỗ tốt nhất để đổ rác phế thải của bệnh viện. Trong khi còn lưỡng lự, ông nghe thấy tiếng heo kêu ùn ỉn đâu đây, rồi giọng khàn khàn của người chăn heo. Mỗi lần nói, hắn phải rít lên. Ông đoán bụng, chỉ có thể là gã chăn heo thuê tên Lirice mà ông thường gặp khi đi làm ngoài đồng. Lirice dở người hâm hâm, nhưng không biết khổ là gì. Anh ta luôn luôn vui vẻ, yêu đời, mỗi khi muốn nói lại phải giống lên. Một linh hồn khác bị số phận đầy đọa. Thân hình Lirice to béo nhưng lùn tè, cái đầu quá cỡ. Tóc hung đỏ, cổ có bướu. Ông Subaru làm dấu hiệu gọi Lirice qua. Anh ta lội nhanh qua suối tới chỗ Subaru đứng. Ông nói với anh. Nè, ông bạn, giúp tôi một tay được không? Lirice tỏ ra sốt sắng. Anh ta vốn là người tốt bụng. Tham vọng duy nhất của anh là giúp đỡ thiên hạ để chứng tỏ mình hữu dụng. Theo lệnh của François, anh dỡ các thùng giấy khỏi xe, nhấc bổng từng chiếc lên vai, vác xuống một dải đất hẹp giữa con suối và con sông. Anh ta đổ đồ dơ trong hộp ra mặt đất, chất thành đống to. Ông Subiru ném cho Lirice bao diêm. Lirice bắt lấy đánh diêm, châm lửa. Lập tức, đống rác phế thải bắt lửa cháy. Ngọn lửa bốc lên cao, tỏa khói mịt mù.
Chẳng mấy chốc, khói đen lan rộng khắp cả vùng, tỏa mùi khét lẹt trong bầu không khí giá lạnh buổi sớm mai. Ông Subaru chọn một phiến đá phẳng, ngồi xuống, ngắm ngọn lửa cháy bừng bừng. Anh chàng chăn heo thuê cũng làm theo. Hắn thò tay vào túi rết mang bên mình, rút ra một ổ bánh mì to màu đen, một khoanh thịt muối, rồi chia làm hai phần bằng nhau. Giọng khàn khàn nhưng thân thiện và chân thành, anh mời Phong-xoa ăn một nửa. Subaru cầm lấy phần Lirise trao cho. Đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của ông. Bụng đói như cào, ông muốn ngốn ngáo ăn ngay. Nhưng vì sĩ diện nên ông kiềm chế được và từ tốn như người ta ăn bình thường. Ông Subaru vừa ăn bánh mì vừa nhìn đống lửa tàn lụi. Ông lẩm bẩm một mình, nhưng người khác cũng có thể nghe được. Dạ, ước gì chúng ta có cái xẻng ha. Nghe vậy, Lirise nhanh nhẹn đứng bật dậy, lội băng qua con suối như đi trên đất cạn, lẩn nhanh vào bụi rậm, lôi ra hai cái xẻng to. Các ông thợ làm đường lộ thường giấu vào trong hang chân núi để tránh việc vác đi vác về. Subaru và Lirise hì hục xúc đống tro hất xuống sông. Chẳng mấy chốc họ đã làm xong công việc. Lirise trả lại hai cái xẻng vào chỗ cũ, tiếp tục chăm sóc đàn heo. Chưa tới 11 giờ, François Subaru đã về đến trước cửa bưu cục. Dạ, thưa ngài đại quý, mệnh lệnh của ngài đã được thi hành. Sau một lúc giằng co giá cả, Subaru cầm 25 xu về nhà. Tới trước cửa trại giam cũ, ông ngửi thấy mùi cháo hành thơm ngào ngạt. Bụng bảo dạ, ông thầm cảm ơn Chúa, vì hôm nay chắc chắn được một bữa cháo ngon, không phải nuốt bo bo với bánh ngô bắp nữa. Bà Louise đã có nồi cháo hành thơm phức. Bà bê một tô to đặt trước mặt chồng. Vừa đói vừa rét, ông múc ăn ngấu nghiến trước mặt vợ. Ngẫm nghĩ, bà này có tài, luôn xoay sở được cái chi đó để cầm hơi cho gia đình. Ông móc túi lặng lẽ đưa cho vợ 25 xu, số tiền vừa kiếm được ban sáng. Bà Louis cầm lấy nói, ôi anh Phan Xoa, hôm nay Chúa ban cho anh khá đấy nhỉ. Ông Phan Xoa cảm thấy tự tin, có thể đối chọi được khó khăn ít nhất của một ngày. Sau khi húp hết tô cháo, bụng hết đói, ông vươn vai ngáp dài, nói như rên rỉ. Lạnh thấu xương, bây giờ đi nằm là tốt nhất. Nói thế, ông leo lên chiếc giường cưới, kéo chăn trùm kín cả người. Dì Phước Maria Teresa Vuzu nghiêm nghị ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô kệch. Trước mặt là cái bàn cũng làm bằng gỗ mộc. Phía dưới là một đám học trò con gái lớp giáo lý vỡ lòng. Dì thuộc dòng chị em thánh Gilda Nevers, dòng chuyên dạy giáo lý trẻ em và coi sóc bệnh viện. Dì Maria Teresa còn trẻ và có thể là đẹp, nếu hốc mắt không quá sâu vì trai tịnh và thiếu ngủ. Cái miệng không quá bé. Dì hãm mình và làm nhiều việc. Dì đang sửa soạn cho các em xưng tội rước lễ lần đầu. Đứng nghiêm trang trước mặt dì,
là một bé gái phòng 12 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tròn mũm mĩm, như khuôn mặt đứa trẻ còn mang sữa. Em vận chiếc váy nhà quê, đi dép gỗ như đa phần các em đồng trang lứa khác. Không kể mấy em con nhà giàu có sang trọng. Đôi mắt em màu nâu, bình thản, mặc dầu đang bị dì vu du khủng bố. Em có phong độ mơ màng, pha chút lãnh đạm. Điều này khiến dì bực tức và bối rối. Dì hỏi bé gái. Vậy thì con không hiểu chút gì về mầu nhiệm một chúa ba ngôi cả à? Thế con không nghe cha phó giảng điều đó ở nhà thờ sao? Dạ thưa dì, có lẽ con đã nghe qua, nhưng bây giờ thì con không nhớ đâu. Dì Phước Vu Du đóng mạnh cuốn sách. Con làm gì đau cái đầu? Một á, là con mất dạy. Hai là con quá đần độn. Thưa dì đúng ạ, con đần độn. Người ta bảo con như vậy ở Pat. Con tối dạ lắm. Con cũng học không vô nữa. Dì Phước thở dài. Phần gì, dì nói con cứng cổ. Bernadette Subarus ạ. Có cánh tay bé nhỏ giơ cao dưới lớp. Dì Phước hỏi. Này, con cũng là một Subarus nữa phải không? Dạ thưa dì đúng vậy. Con là Maria Subarus. Dì Phước Vu Du vừa phụ trách lớp được vài tuần nên chưa quen hết mặt học sinh. Dạ con thưa với dì, chỉ con thường đau yếu luôn. Bác sĩ Do Yu nói chỉ con mắc bệnh hen suyễn khá nặng đó. Nhiều lúc chỉ con thở không được nữa. Thế hen suyễn đâu có ngăn trở người ta học hành hay đọc kinh cầu nguyện, phải không? Dì Maria Teresa Vu Du cau mày đưa mắt nhìn khắp lớp học rồi nói. Vậy có em nào trả lời được câu hỏi của dì? Đúng lúc ấy cả lớp đứng bật dậy. Cha Pomian, phụ trách giáo lý của giáo xứ, bước vào phòng học. Ngài là một trong ba cha phó của cha Maria Dominic Piramal, chánh xứ Lộ Đức. Cha Pomian còn trẻ, đôi mắt sáng, nét mặt vui tươi, hai má hồng đỏ. Trông thấy bị cáo đang đứng thẳng trước bàn giáo viên, ngài cất tiếng hỏi. Sao, ở đây có chuyện gì không? Có phải dì đang khảo bài? Vâng, thưa cha, con rất bực mình về bé gái này. Em là con ông Subaru tên là Bernadette. Không những em ngu dốt, chẳng học được chi mà còn cứng cổ nữa. Bernadette lắc nhẹ cái đầu như muốn cải chính điều chi. Nhưng không kịp. Cha phó Pomian đã giơ hai bàn tay to lớn ôm lấy thái dương em. Quay mặt em ra cửa sổ đầy ánh sáng. Bernadette, thế con bao nhiêu tuổi? Thưa cha, con 14 tuổi. Bernadette lễ phép trả lời, giọng cao rõ ràng. Đã 14 tuổi rồi, vậy con sanh ngày nào, năm nào? Dạ thưa cha, con sinh năm 1844, ngày mùng 7 tháng Giêng. Tốt, tốt, như vậy con đâu quá đần độn đâu. Thế con biết, trước ngày 7 tháng Giêng, chúng ta kính lễ gì không? Thưa cha, con không biết. Cha Pomian cười, bỏ tay ra. Ồ, không biết cũng không sao. Cha sẽ nói con nghe. Trước ngày mùng 7 là mùng 6 tháng Giêng. Chúng ta mừng lễ ba vua đến kính viếng Chúa Hài Đồng ở làng Bethlehem.
các ngài từ đông phương tới, mang những lễ vật quý báu dâng chúa Hài Nhi. Con trông thấy hang đá bao giờ chưa? Hang đá Giáng sinh ở nhà thờ chúng ta đó. Đôi mắt đen to tướng của Bernadette trở nên linh hoạt. Gương mặt đổi sang màu đỏ nhạt. Em trả lời một cách thích thú. Dạ có, thưa cha. Con đã xem thấy hang đá. Chúa Hài Đồng, Thánh Giuse, Mẹ Maria, máng cỏ. Các chú mục đồng, xinh thật là xinh. Có con bò, con lừa và ba vua xanh đỏ đội triều thiên, tay cầm gậy và những lễ vật đựng trong hộp gỗ. Đúng rồi, tốt lắm. Như vậy chúng ta đã thông qua một bài giáo lý về ba vua đến từ phương Đông. Nói xong, cha phó Bomian đưa mắt nhìn dì Vu Du, ngụ ý cho dì hay một phương pháp sư phạm. Đúng lúc ấy, chuông nhà trường reo báo hiệu hết giờ. Đồng hồ quả lắc trên tường điểm 11 giờ trưa. Dì Maria Teresa Vu Du vươn vai đứng dậy. Cha Pomian bước vội ra khỏi lớp học. Nắng nhạt tháng 2 từ khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trái xoan của dì, làm rõ nét nhăn khắc khổ mà người nữ tu này đã trải qua 5 tháng. Dì nhìn lớp học nói, các em, hôm nay bài học chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Tại con đấy, Bernadette ạ. Rồi dì hạ giọng chỉ đủ để cho cô bé khốn khổ nghe. Vậy có đáng không con? Hả? Chương 2. Quán cà phê mang tên bảng hiệu Pháp Quốc, tọa lạc sát quảng trường, thị trấn. Nó là nơi sinh hoạt thường xuyên của các chính khách lộ đức. Họ tới đây để uống rượu, gặp gỡ bạn bè, thảo luận chính trị, kinh tế và các chuyện tầm phào khác. Ông Durand, chủ quán, đã phải bỏ ra hàng trăm ngàn Phật lăng để trang bị cho quán. Ghế bọc vải nhung đỏ, sang nhất thành phố. Mặt bàn rượu bằng đá cẩm thạch, hoa cương, lò sưởi tân thời, lợp ngói ấm áp, gương soi cỡ lớn, choáng gần hết cả mặt tường. Báo chí đủ loại bày sẵn trên kệ, cập nhật hàng ngày từ các tờ báo uy tín của thủ đô Paris. Tóm lại, đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Quán đông khách hai lần một ngày, vào lúc 11 giờ sáng và 4 giờ chiều, nghĩa là lúc nghỉ trưa và tan sở. Cứ như thói quen, nhà văn Yersender Lafitte là người tới quán đầu tiên. Ông ngồi gọn gàng trong góc quán và chờ sẵn. Đồng hồ treo tường dõng dạc điểm 11 tiếng. Những quan chức thị trấn lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là bác sĩ Doju, thầy thuốc chính thức của toàn thể người dân thị trấn. Ngày nay, chúng ta gọi là giám đốc bệnh viện Lộ Đức. Nhưng lúc ấy thì ông bận rộn chạy từ con bệnh này đến con bệnh khác trong thị trấn. Tuy nhiên, không bao giờ ông bỏ lỡ ly rượu giữa giờ với bác sĩ Perus, bác sĩ Lacombe, bác sĩ Balanci, và ông chủ quản quan thuế tài chánh Jean-Baptiste Escader. Cuối cùng là thị trưởng Lộ Đức Like, béo tốt, ăn vận toàn là màu đen. Ông lách qua các dãy bàn để đến chỗ của mình, vui tươi, nhân ái, chào hỏi từng người trong quán. Cùng đi với ông thị trưởng là công tố viên Dutour trẻ tuổi, đầy tham vọng. Ông Jacome, ủy viên cảnh binh, một người luôn nghiêm nghị, ngoài 40 tuổi, hai bàn tay to, nặng nề, đầy lông lá, vẻ mặt dữ tợn, đe dọa thiên hạ.
Ông thị trưởng chào từng người, bắt tay thân thiện, trong khi chủ tiệm theo sau, rối rít nhận mệnh lệnh và từ thân rót rượu mời. Dạ thưa quý vị, tiện nhân xin cáo lỗi, hôm nay không có báo. Bưu cục phục vụ tồi quá, báo không tới được rồi. Thị trưởng nhìn khắp gian phòng, giọng oan oan. Yên tâm chủ quán à, tôi cam đoan sắp tới phục vụ bưu điện sẽ tốt hơn nhiều. Tôi đã yêu cầu cấp trên nhiều lần, họ đang dự trù lưu thông lộ Đức Paris bằng xe lửa. Chủ quán Durand nhớ ra một châm ngôn mà ông đã đọc đâu đó trên báo chí. Giao thông và giáo dục là hai trụ cột của tiến bộ xã hội. Thị trưởng Like tán thành. Hoan hô chủ quán. Nhà văn Yersender Lavit đã lập tức nhập cuộc. Tôi phản đối ý kiến đánh giá cao giáo dục và giao thông. Theo tôi, cái mà nhân loại cần để phát triển là đẻ ra một người tài ba, một nhân vật thông minh xuất chúng. Ông ta sẽ đẩy mọi vấn đề đến giải pháp tốt đẹp. Thị trưởng Lạc nhún nhường một bước. Đúng là triết lý của một thi sĩ. May mắn huyện ta có một tay gàn. Vậy thì ông ta có bổn phận phải giúp đỡ nhân dân điều chi đó. Như là viết lách trên báo chí chẳng hạn, la to lên rằng tại sao các khách du lịch cứ lạnh nhạt đi qua Lộ Đức mà đến Cotri hay Gavani để tắm. Chúng chỉ là những suối nước hạng hai nếu so với Lộ Đức. Suối của chúng tôi mới là tuyệt hảo, vừa phát hiện, chảy thẳng từ các tảng đá, chất lượng hơn nhiều, chắc chắn là sẽ có khả năng chữa bệnh. Người ta đã có dự án khai thác, hiện đang nằm trong kết sắt văn phòng tỉnh của Ngài Bá Tước Massi. Nay mai mà có hỏa xa, nhất định Lộ Đức sẽ thành công. Vàng và văn minh sẽ tự động tìm đường mà chảy về đây. Nói xong, thị trưởng dốc cạn chén rượu vào miệng, nuốt cái ực. Hài lòng vì tài lợi khẩu của mình. Mọi người uống xong rượu, lần lượt đứng lên ra về. Các bà vợ của họ đang đợi ở nhà. Trước khi Bernadette và Maria từ lớp giáo lý về tới nhà, hai đứa em trai của các cô là Jean Maria và Justin đang đợi để ăn bữa cơm trưa. Bụng của chúng đã đói lắm rồi. Justin 6 tuổi, dang rộng cả hai tay đưa cho mẹ xem món quà mà người nào đó vừa mới cho em trên đường trở về nhà. Đó là một băng vải nhỏ màu đỏ đan bằng len lông cừu. Má xem nè, người ta vừa cho con đó. Thật là đẹp quá. Giê-xu Maria, con năn nỉ xin người ta à? Không, con không xin. Tự dưng họ cho con thôi. Cái cô cấp một giỏ đầy những thứ vải như thế này. Có phải là Antoinette, con gái ủy viên cảnh sát Jacomet không? Cô ấy nói con là đứa trẻ nghèo nhất thị trấn nên mới cho con đó. Đúng là nhà của mình nghèo nhất không hả má? Bà Louis chột dạ không trả lời. Lôi cả hai đứa con trai ra bể, lấy cát sát lên mình của chúng và chà sạch hai bàn tay dơ bẩn của chúng, vừa làm vừa nói. Không các con ạ, nhà Boro còn nghèo hơn. Đứa bé của gia đình ấy lại bị bại liệt từ lúc mới sanh ra, chẳng bao giờ cử động được chân tay. Các con là con cái của ông chủ tiệm xe lúa thuê đấy. Mai mốt khi mà có nước chảy rồi, gia đình của mình tha hồ mà giàu. Dòng họ Castro của mẹ là quý phái, luôn được dân làng kính nể mà. Mọi sự sẽ đổi khác nếu như ba xoay sở được nhà máy xay. Nói xong, bà Louis Subaru liếc nhìn vào giường chỗ chồng nằm. Ông ngửa mặt ngủ ngon lành, giấc ngủ của người công chính, suốt cuộc đời lam lũ nuôi vợ con. Mặc dù người đạo đức ít khi ngủ trưa, tuy nhiên giống như nhiều gia đình nghèo khác, không có phòng riêng mà phải chen chúc nhau trong một gian phòng chật hẹp. Ông Subaru đã từ lâu tập được thói quen là ngủ không ngáy.
Bà Louise hà giọng nói nhỏ với các con. Ba rất thương hại của các con, cần ít phút ngủ để hồi phục sức khỏe. Cả buổi sáng nay làm việc quá là mệt nhọc để nuôi các con rồi. Ngày mai, mẹ cũng sẽ sạch thuê cho bà Mia kiếm ít tiền. Chắc là khi xong việc, bà ấy sẽ cho bánh ngọt để mẹ mang về cho các con đấy. Đúng lúc ấy, Bernadette và Maria bước tới cửa nhà. Có thêm Jean Nebadi nữa. Ebadi thông minh, học giỏi, luôn được nhà trường thưởng về môn giáo lý. Bà Louis nhấc nồi cháo hành ra khỏi bếp, đặt xuống mặt bàn. Bà mở vung, hơi cháo tỏa lan thơm ngào ngạt cả căn phòng. Mấy miếng bánh mì rán nổi lình bình trên mặt cháo. Bà thở dài nói, cứ múc ăn đi các con, cả Jean Nebadi nữa, có thêm người anh chẳng sao, không thiếu đâu, chúng ta có đủ mà. Jean Nebadi ngồi yên, nói, thưa bà Louis, thật tình con không đói, cả nhà cứ tự nhiên dùng đi, con chỉ thích ngồi ngắm mọi người ăn thôi. Khi mọi người bắt đầu ăn cháo, Maria giải thích cho mẹ về sự có mặt của Jean Nebadi. Mẹ à, dì Vujou sai Jean tới đây là để cùng học giáo lý với chúng con. Hôm nay, dì bắt Bernadette đứng trước lớp cả một buổi đó. Bà Louise đặt từng ly rượu vang đỏ trước mặt của mỗi đứa con. Bà quay qua nói với Bernadette mảnh mai. Con à, mẹ đã bàn với ba, lại gửi con đến gia đình của Like ở Bath một ít lâu nữa. Con có đồng ý hay không? Bernadette sáng mắt lên trả lời. Dạ thưa mẹ, con thích lắm. Vừa lúc Bernadette nói xong, ông François thức dậy. Ông loạng choạng vì còn ngáy ngủ. Đi tới lò sưởi kiếm mấy cành củi khô, ném thêm vào ngọn lửa leo lét. Đó là mấy cành khô cuối cùng còn lại. Ông cằn nhằn. Còn cái chỉ thế này, sao công việc mệt nhoài, bố còn phải đi kiếm củi nữa hay sao? Nghe bà nói, cả bà chị em la lên một lượt. Tất cả chúng con sẽ đi ngay chiều nay. Bà Louise vội vã chen vào. Không được, chỉ có Maria và Jean đi mà thôi. Bernadette phải ở nhà, con yếu lắm. Bernadette thất vọng. Thưa mẹ, không có sao đâu. Con khỏe lắm, con đi được mà. Đừng vô lý con ạ. Bác sĩ Dujou đã cấm con không được làm việc nặng nhọc. Chỉ có Maria và Abadi đi được thôi. Chúng nó mạnh khỏe. Nếu mà con đi theo, khi về lại lên cơn xuyến thì khổ lắm. Con đã bị nhiều lần rồi, nhớ không? Bernadette nài nẵng. Con khỏe rồi, ở Bắc. Con đã từng làm lụng nhiều ở ngoài vườn, mưa cũng như nắng, đâu có làm sao đâu. Con cảm thấy trong mình khỏe lắm, mẹ. Nói xong, cô quay sang phía ba tiếp. Vậy nha bố, ba người thì mang được nhiều hơn phải không? Xin cho phép con cùng đi kiếm củi với hai em nha. Có tiếng gõ cửa dồn dập. Người đàn bà hàng xóm không đủ kiên nhẫn để đợi chủ nhà trả lời. Đã xô hai cánh cửa và bước vào. Bà nói hối hả như cục hơi. Chị Louis à, hãy mau sang giúp cháu đi. Lạy Chúa, xin cứu chữa. Có chuyện gì vậy, chị Crising? Đứa bé khốn khổ của em, nó lại lên cơn co giật như ba tuần trước. Em không còn biết phải làm sao được nữa. Chị làm ơn, mau qua giúp em đi. Nó chết mất. Lạy Chúa, xin cứu chữa con của con. Nó chết mất, chú ơi. Bình tĩnh lại đi nào, chị Crising. Bà Louise rơm rớm nước mắt tiếp. Tôi sẽ sang giúp ngay tức thời. Các con, hãy đi thôi, kẻo muộn. Bernadette tươi cười hỏi mẹ. Mẹ cho phép con đi chơi nha. Bà Louise bước tới tủ quần áo. Được, nhưng con phải đi bít tất vào. Trời lạnh, cho ăn cả khăn vai cho ấm. Và nhớ phải khoát áo ngoài nữa. Bà Louise ân cần dặn con gái.
Áo khoác ngoài chỉ là một chiếc áo ngắn nửa lưng bằng len màu trắng. Phía trên có cái mũ rộng để che hết đầu và vai. Nhà nghèo, không có tiền để mua áo dài hơn. Bernadette đã mặc nhanh vào mình và chạy theo hai em đã ra tới cổng. Cả ba cô gái bước ra đường. Gần cây cầu gọi là cầu cũ, ba cô gái nhà quê rẽ tắt về phía dải đất rộng đầy rêu xanh. Từ trại Safi dẫn tới con sông, con suối nhỏ cạn nước, cạn đến nỗi không vận hành nổi các bánh xe trại cưa được. Anh chủ trại Anton Nicolau còn trẻ, lợi dụng thời gian rảnh rỗi đã sửa lại các chỗ hư của bánh xe. Mẹ của anh đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng, thấy các cô gái đi ngang qua. Bà buộc miệng nói, hạnh là hai cô con của nhà Soberu, đứa thứ ba thì không biết là con của ai. Nó là con nhà Abadi, tên là John. Anton ngưng tay trả lời mẹ. Anh đặt kìm búa xuống bên cạnh chỗ ngồi, đứng dậy nhìn ba cô bé. Anh là một thanh niên đẹp trai, cao, hiền, đôi mắt sáng. Bộ ria đen rậm rạp mà anh vẫn luôn hãnh diện về nó. Cùng lúc ba cô gái cất lời chào bà Nicolau. Dạ, chúng cháu kính chào bác. À, tốt. Bố mẹ các cháu ở nhà có khỏe không? Cho bác gửi lời hỏi thăm nha. Thế là chẳng có ai thèm chào con. Anton phàn nàn. Bernadette tiến tới gần chỗ chàng thanh niên đứng, chìa tay về phía chàng như muốn thanh minh. Anh Nicolau, cho chúng em xin lỗi nha. Mấy cô công chúa đi đâu đây? Dạ, chúng em đi kiếm củi. Maria trả lời. Cho chúng em qua cầu được không? Miễn phí cho các công chúa đó. Antoine khoác tay cười, rộng lượng. Ba cô con gái bước nhanh qua cầu. Chiếc cầu làm bằng mấy tấm gỗ hẹp. Các cô vừa đi, vừa lấy thăng bằng hai tay. Sang tới đầu cầu bên kia, các cô dẫm qua đám rêu xanh, rồi đến đám đất hoang mọc đầy bạch thảo thấp lè tè. Đến dải đất mà sáng nay, ông Subaru đã đốt rác ô nhiễm. Phía bên trái các cô là hang Masabiel, nửa sáng, nửa tối, dưới bóng chiều. Mấy dải mây đen lang thang trên bầu trời giá lạnh. Ở chỗ này, con suối không rộng hơn vài bước. Bỗng Maria chỉ tay về sườn núi trước mặt. Trên kia có nhiều củi khô quá, tụi em sẽ lên đó lượm. Chị Bernadette đợi chúng em ở đây nha, không cần tới chị đâu. Liền sau đó, Maria và Jean Nebadi đã tháo vội đôi giày gỗ. Lội băng qua con suối lạnh buốt, Jean suýt xoa. Buốt như là dao cắt. Cả hai bước sang bờ bên kia và thoăn thoắt qua bìa rừng rải rác các phiến đá vôi khổng lồ. Họ hối hả lượm những cành khô nằm ngổn ngang mọi nơi. Mặc dù hai em vẫn ở trong tầm nhìn, nhưng Bernadette cảm thấy cô đơn ghê gớm, muốn lội sang với các em, nhưng không dám trái ý của hai em. Trái với lệ thường, mỗi khi được ở một mình, Bernadette thường cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Cô gái đưa mắt quan sát chung quanh. Xa xa đằng kia là các ngọn sóng lăn tăn của con suối gần cạn Safi đổ vào sông Cafe. Sông Cafe giận dữ chảy ào ào qua các mỏm đá, cuộn lên những bọt sóng bạc đầu. Hàng Masabiel tràn ngập ánh nắng nhạt của buổi chiều đông lạnh giá. Mặt trời vàng nhạt sắp lặn xuống sau các dãy núi. Chỉ có một chỗ đen ngòm là miệng cái hang ăn sâu vào vách đá.
vài dây hoa hoang dại quấn quanh miệng hang. Nó mọc ra từ bụi gai xơ xác ở phía dưới chân hang, nằm im lìm bất động. Bernadette cố gắng lắng nghe, nhưng chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng ríu rít của hai đứa con gái trên sườn đồi gọi nhau và tiếng ào ào nước chảy của con sông Cà Phê. Thầy kệ, chúng nó chẳng cần tới mình. Bernadette nghĩ thầm trong bụng, lòng không chút hờn dỗi hay đắng cay. Tuy nhiên, ý thức bổn phận trỗi dậy trong linh hồn khiến cô rút đôi giày gỗ ra khỏi chân và ngồi xuống một tảng đá. Hai tay chậm rãi gỡ đôi bít tất bằng len trắng ra khỏi đôi chân của mình. Chiếc bít tất chưa tới mắt cá thì tự dưng Bernadette linh cảm có một sự thay đổi khác thường. Cô đưa mắt sáng của tuổi thơ quay ngó khắp bốn hướng. Mọi sự vẫn im lặng như cũ, chẳng có dấu chi khác lạ. Chỉ những đám mây đổi màu xám xịt, hiện tượng thông thường của buổi chiều mùa đông. Mấy đám mây đen di chuyển chậm chạp. Bỗng nhiên, Bernadette nghe như cung điệu sông Gave đổi giọng. Nó không còn là tiếng của dòng nước chảy nữa, mà là tiếng của một con đường nhộn nhịp, hay là tiếng của một phiên chợ đông người vọng từ Tháp tới. Hàng trăm xe ngựa, xe kéo, xe buýt, xe hàng sang cùng chạy đua trên mặt đường lộc cộc. Tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa đập xuống mặt đường lộ, tiếng la hét, tiếng roi quất phun vút hòa lẫn với nhau cùng một lúc. Nghe giống như một cuộc tháo chạy thác loạn khủng khiếp đổ ngược dòng sông về phía Bernadette đang ngồi. Tưởng chừng như chỉ trong khoảnh khắc, nó sẽ ập lên người của nàng. Từ trong những tiếng ồn ào gầm thét ấy, cô nghe như có giọng đàn bà kêu la. Trốn đi, chạy trốn đi, khi còn có thể. Bernadette nghiến chặt hai hàm răng, suy nghĩ. Hình như trước đây, cô đã có kinh nghiệm tương tự như vậy rồi. Nhưng khi nào và ở đâu? Có lẽ là trong một giấc mơ. Bỗng dưng mọi sự đều im bặt, cảnh vật như chưa hề thay đổi bao giờ. Vẫn cây cối, dòng sông như cũ, tiếng la hét ồn ào đã không còn nữa. Nước vẫn cuồn cuộn chảy bình thường, phẳng lặng. Bất giác, Bernadette đưa mắt nhìn khắp nơi xem có gì khác lạ. Đôi mắt cô gái dừng lại trên cửa hàng Massa Pierre, cùng hoa hồng dại. Tại sao vặn mình nằm rạp xuống? Hình như có một cơn gió mạnh vừa thổi qua, nhưng bầu trời vẫn cứ im phăng phắc. Bernadette đưa mắt nhìn lên rặng cây phi lao trên cao để tìm xem gió thổi từ hướng nào, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Các tàn lá cây phi lao không hề lay động. Làm sao lại có gió trời? Cô tư lự và quay mặt về phía cửa hang. Các dây hồng dại bây giờ bất động, nằm ngay ngắn như cũ. Bernadette nhắm mắt, rồi mở ra, lặp đi nhắc lại tới 10 lần. Nhưng điều cô trông thấy vẫn yên nguyên như cũ. Ánh sáng mặt trời vẫn xám xịt của buổi chiều mùa đông. Chỉ trong hốc đá nhọn Massa Pierre mới rực rỡ như thể bao nhiêu lượng ánh sáng đọng vào đấy cả. Một phụ nữ còn trẻ lắm, chừng hơn Bernadette vài tuổi, nhỏ bé và mong manh như sương khói, đứng giữa bầu ánh sáng. Bà như từ thế giới huyền bí bên kia tới, nhưng coi rất thật, như một con người bằng xương, bằng thịt. Không phải mờ ảo như ma quái, cũng không phải trong giấc mơ ban ngày. Bà đứng ngay ngắn, đầu không chạm đỉnh hang, hai bên không chạm đá tường. Bà mặc một chiếc áo dài trắng muốt như bằng tuyết, lóng lánh như các cô dâu con nhà sang trọng. Chiếc khăn dài
trùm từ đỉnh đầu xuống tận mắt cá chân, coi kiều diễm, nhưng tóc lại không chảy theo thời trang, nghĩa là quăng tít nhờ các que nhựa hơ nóng rồi giữ lại bằng cái lược đồi mồi như là các bình phù thời ấy thường chảy. Ngược lại, cái lọn tóc của bà quăng tự nhiên, màu nâu nhạt, lộ ra ngoài một chút ít dưới mép khăn. Ngang lưng, ngay dưới ngực, bà mặc một tấm khăn thắt lưng màu xanh da trời. Ngay cả cô Perret, chuyên may cho các gia đình giàu có ở Lầu Đức, cũng không biết được chất liệu của tấm áo bà mặc. Khi nó óng ánh như sa tanh, khi lại đổi màu sẫm như là gấm nhung. Điều làm cô gái Lầu Đức bỡ ngỡ hơn là đôi chân để trần của bà trắng như thạch cao, lơ lửng trên mặt đất mãi mà không chạm xuống bụi hồng. Hình như đôi chân ấy chưa bao giờ cất bước hay dạo chơi. Các ngón chân thon dài, trên mu bàn chân gắn bông hồng bằng vàng. Bernadette rùng mình khiếp kinh, rồi nỗi sợ hãi kéo dài man mác. Tuy nhiên, nỗi khiếp sợ không làm cho người ta chạy trốn. Nó mới mẻ đến mức cô gái quê mùa cảm thấy như mình chưa hề kinh nghiệm, mặc dù cô ta đã từng trải qua nhiều nỗi kinh hoàng trong đời. Nó giống như một lực hấp dẫn, nhẹ nhàng áp đặt lên ngực, lên trán, lên trái tim, rồi lan tỏa khắp thân thể ngọt ngào, ấm áp như an ủi số phận không may. Tuy suốt đời, cô gái nghèo khổ này phải chịu đựng đói rét, chui rút trong căn phòng tồi tàn Casio với năm mạng người khác. Từng đêm phải vật lộn với cơn hen để thở và xem ra tình trạng là vĩnh viễn. Nhưng cô gái nhỏ chưa hề ý thức được nỗi khổ của mình và gia đình. Cô vẫn hồn nhiên sống như bao nhiêu người hàng xóm láng giềng khác. Giờ đây cô được một niềm an ủi không rõ tên tuổi bao bọc, được cảm thấy tình thương triều mến hải hà của bà. Sự có mặt của bà trước cửa hàng tưởng chừng như là một món quà rất quý báu. Cô bé lấy hết sức bình sinh, nhìn vào dung mạo bà khách. Bà đẹp tuyệt vời với đôi mắt xinh tươi, hiền hậu. Bà còn rất trẻ, chỉ độ 15-16 tuổi. Nước da mịn màng, in dấu vết mùa đông tháng 2 lạnh giá. Đôi môi hé mở nhẹ nhẹ, dịu dàng. Trông bà rất thật đến nỗi Bernadette nghĩ là một người trần, chứ không hề nghĩ là một người khách lạ từ trời xuất hiện. Cô gái quê mùa ngây ngất ngắm nhìn như đang xem một bức tranh đẹp, chẳng còn để ý đến sự việc diễn ra xung quanh. Vẻ đẹp lộng lẫy của bà hoàn hảo đến độ nó thu hút trọn vẹn tâm hồn của cô. Bỗng dưng, cô gái nhận ra mình vô lễ trước người khách. Cô đang ngồi trong khi bà đứng. Bernadette ngừng nghiệu đứng dậy. Bà hài lòng mỉm cười duyên dáng. Cô gái bé bỏng cúi đầu chào như thói quen khi gặp dì giáo viên hay cha Pomion ngoài đường phố. Bà đẹp gật đầu đáp lại, tỏ vẻ thân thiện. Bà gật đầu vài lần nữa, trong lúc nụ cười trên môi mỗi lúc rạng rỡ hơn. Giữa hai nhân vật, một ban ơn, một nhận ơn, có dòng chảy tình cảm thấm thiết trào dâng. Nó nhẹ nhàng rung động trái tim như tràn đầy êm ái và mừng vui. Cô bé bất giác đã quỳ xuống nền đất sỏi vụn, đôi mắt vẫn cắm chặt vào bà lạ trên miệng hang. Bà dang rộng hai cánh tay tiến tới một bước nhỏ như ao ước ôm Bernadette vào lòng. Bernadette không có ý nghĩ gì về chuyển động hết. Cô quỳ im lặng ngắm nhìn chăm chú vào bà khách quý phái trước mặt. Bỗng dưng trong đầu óc của cô nảy ra câu hỏi. Bà từ đâu tới? Bà tên là gì? Tại sao bà lại chọn cửa hàng Massabielle gớm ghiếc
để làm nơi xuất hiện. Bernadette hoàn toàn bị cuốn hút bởi nhan sắc rực rỡ của bà, nên muốn chắc chắn về bản chất của bà. Nàng giơ tay làm dấu thánh giá như thói quen, mỗi khi gặp một biến cố khác thường. Tuy nhiên, cô gặp khó khăn bất ngờ khi muốn giơ tay lên. Nó không theo mệnh lệnh của cô nữa, mà treo lủng lẳng nặng nề bên mình, giống như một ngoại vật bằng chì đeo vào bên thân. Cô không thể sai khiến được nó, dù chỉ là một ngón tay. Bà Lạ đứng trên cửa hang, chậm rãi đưa tay phải lên trán và vẽ một dấu thánh giá lớn. Dấu thánh giá bà làm giống như là một hào quang, sáng ngời, đẹp đẽ. Bernadette chưa hề được xem thấy ai làm như vậy bao giờ. Dấu thánh giá bao trùm thân mình của bà, dư ảnh của nó còn bập bình mãi trong không khí, linh thiêng và thánh thiện. Bây giờ, Bernadette cảm nhận như có một sức mạnh nào đó hướng dẫn tay của cô, kiểu như thầy giáo cầm tay để tập viết cho học trò, làm dấu chữ thập trên thân mình, cương quyết và sốt sắng. Bà Lạ đứng trên cửa hang, mỉm cười hài lòng, giống như vừa thực hiện xong một công việc quan trọng và to lớn lắm lắm. Thời gian đọng lại, không trôi qua nữa, đầy thương mến và ngây ngất. Bernadette muốn nói lên vài lời tôn kính, dịu dàng, nhưng không dám cất lời trước bà Lạ. Cô gái rút cổ tràng hạt quen thuộc khỏi túi áo, đưa lên cao cho bà Lạ coi. Bà Lạ thích thú vô cùng, nhìn cô gái âu yếm. Lập tức, trên tay của bà xuất hiện một tràng chuỗi sáng láng như toàn bằng ngọc trai. Bên dưới là một cây thánh giá bằng vàng ngời ngợi, không biết từ đâu tới. Bernadette cất giọng đọc kinh mân côi. Cô nghe tiếng của mình là hẳn. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cô gái quê chăm chú nhìn bà Lạ xem có đọc kinh với mình hay không. Tuy nhiên, môi của bà không động đậy. Xem ra, bà chỉ đứng giám sát những lời thì thầm của cô bé với lòng trìu mến thiết tha. Sau mỗi kinh kính mừng, bà cũng để rơi một hạt ngọc. Nhưng đợi cho Bernadette chuyển hạt của mình trước đã. Khi tới kinh sáng danh, môi của bà mới mấp máy trong yên lặng, như đang cùng đọc chung với cô gái đạo đức. Chưa khi nào Bernadette lần hạt chậm rãi tới như vậy. Hình như kinh mân côi có sức mạnh giữ bà Lạ đứng lại trên miệng hang. Phần khác, Bernadette e ngại người cô yêu mến hết lòng phải đứng lâu trong cái hang gớm ghiếc mà dân làng thường hay khiếp sợ. Bà sẽ mệt mỏi trong giá lạnh. Nhưng kinh kính mừng thứ 30 vừa đứt, nỗi e sợ đó biến mất. Chính bản thân cô gái cũng không cảm thấy đau đớn khi quỳ gối trần trên sỏi đá và cũng không nhận ra cái lạnh cắt da cắt thịt của bầu không khí giữa mùa đông. Sự êm đềm ấm áp, phước lộc bao trùm cả thân thể của cô. Khoảng 20 phút sau, Jean Nebadi và Maria trở lại điểm xuất phát. Con suối vẫn êm ả chảy róc rách. Họ vui mừng vì lượm được khá nhiều củi. Những cành khô từ sườn núi và rõ ràng họ không thể mang hết về nhà. Tuy nhiên, họ vẫn không nghĩ tới Bernadette. Khi gần tới suối, Maria phát hiện chị của mình đang quỳ trên đám sỏi vụn, dáng điệu kỳ lạ. Tay phải cầm tràng hạt, chiếc bít tất trắng nằm chơ vơ trên mặt đất bên cạnh. Nét mặt nhợt nhạt như người đã chết. Đôi môi trắng bịch
không còn chút máu. Toàn thân bất động, hai mắt cắm thẳng về phía cửa hang. Trên bộ mặt, đọng lại nét cười huyền bí, kín đáo, đầy hạnh phúc, coi giống hệt người hàng xóm qua đời mấy bữa trước. Maria hốt hoảng sợ hãi, nàng hét lên thất thanh. Chị Bernadette! Không thấy tiếng chị trả lời, nàng bật lên khóc. Giêsu Maria, lạy Chúa, có lẽ chị tôi đã chết rồi. Jean de Badi chen vào. Nếu Bernadette giả vờ nhắc chúng ta, tao có cách đánh thức nó dậy. Nói xong, Jean cúi xuống, nhặt một viên sỏi ném thẳng vào người của Bernadette. Viên đá trúng ngay giữa ngực. Bernadette ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chung quanh. Màu hồng đỏ dần dần trở lại da mặt nàng. Trước hết là đôi má, rồi đến hai tay, môi, miệng. Cô gái nhỏ hít vào một hơi dài, rồi hỏi tự nhiên. Cái gì vậy? Từ lúc viên đá trúng ngực, cho đến khi cất được tiếng nói cái gì vậy, thời gian chỉ là khoảnh khắc. Nhưng Bernadette đã đi quãng đường dài tâm lý, không thể đo lường bằng bất cứ phương pháp nào không gian hay thời gian. Cô đã trải qua từ cõi vô hình đời đời trở lại dương gian. Khi viên đá chạm ngực thì bà là biến mất, không còn có mặt tại cửa hang nữa. Cô gái không biết bà bước đi bằng cách nào. Bà lừa cô vào giây phút đãng trí, rồi bước đi hay tan dần ra không khí. Vì tinh tế, bà đã lợi dụng biến cố viên đá để chia tay khéo, kéo cô gái qua buồn rầu vì cuộc từ giã đầy luyến tiếc. Bây giờ thì cô phải trả giá cho cuộc chia ly đó. Ngơ ngác, sợ hãi, nuối tiếc, không hiểu biến cố vừa xảy ra. Cô gái quờ quàng trở về thực tế. Đây có phải là tảng đá mà cô vừa ngồi, quen thuộc và vững chắc? Đây là tay phải, tay trái, hai chân của tôi không? Cô gái dò dẫm khó nhọc trở về với cụ thể. Cuối cùng, cô mới bật lên được tiếng. Cái gì vậy? Maria gắt gỏng với chị. Trời đất, chị làm em hết hồn. Trong lòng Bernadette cảm nhận tình thương em gái. Nói to. Chị sẽ sang bên đó với các em. Rồi cô cởi nốt chiếc tất bên chân trái, cầm đôi giày gỗ lên tay và lội băng qua con suối. Nước mùa đông lạnh buốt. Từ lúc xem thấy bà là Bernadette hình như mạnh bạo, can đảm hơn. Cô cũng cảm thấy mình như lớn hơn, khỏe khoắn hơn. Đến giữa dòng, nước sâu ngập đầu gối. Cô dừng lại nói. Nước ấm như là nước rửa chén bát, mà các em cứ kêu là lạnh buốt. Đúng là các em lừa dối chị. Maria giận dữ nói. Cái đầu chị làm sao rồi đó? Đôi chân chúng em hãy còn lạnh cống đây nè, vì thứ nước rửa bát của chị. Ở các xứ lạnh, người ta đun nước nóng để tắm hay là rửa bát đĩa. Bernadette qua suối, nhập bọn với các em. Đống củi kiếm được, được chia làm 3 bó nhỏ. Tuy nhiên, củi đủ cỡ to nhỏ và đầy gai góc. Bó được gọn gàng, không phải là dễ dàng. Bernadette làm rất nhanh tay và xem ra có khả năng và thành thạo nhất trong nhóm. Lúc gần xong, cô đột nhiên hỏi hai em. Các em có gặp thấy ai không? Maria và Jean Bernardi lạ lùng nhìn chị, trong bụng thắc mắc về câu hỏi. Hình như Bernadette đã thay đổi nhiều, già dặn hơn, khỏe khoắn, cương quyết hơn bình thường. Maria hỏi lại chị. Sao?
Chị xem thấy cái gì hả? Ron Nebadi dương to hai mắt, hầu háu chờ đợi câu trả lời. Không, chị đâu có trông thấy cái gì. Bernadette trả lời các em cộc lốc, rồi nhanh nhàng xỏ bít tất vào chân, dẫm lên đôi giày gỗ, đội bó củi lớn nhất lên đầu, kiểu như các bà nhà quê quen làm. Hai cô gái khác phải cố gắng lắm mới nhấc nổi bó củi của mình lên vai. Bernadette dứt khoát nói với hai em. Chúng ta về lối tắt ngang qua ngọn núi nha. Nói xong, cô cất bước đi từng sải dài trên mặt đá sỏi vùng. Ron và Maria lẻo đẻo theo sau ở một quãng xa. Lối đi rất nhỏ và dốc. Những tảng đá không rêu trơn trượt vì nước mưa đêm qua. Nhất là dải đất xuống núi trước mặt rất nguy hiểm, dễ trượt chân như chơi nếu không bước đi cẩn thận. Maria thở hổn hển. Lạy Chúa, em không có theo được chị nữa đâu. Bernadette đặt bó củi xuống đất, chạy ngược lại chỗ em gái. Không nói một lời, nàng đỡ lấy bó củi trên vai em, chạy lên dốc núi. Tới đỉnh, cô bước nhanh hơn. Maria thấy nguy hiểm, la to lên. Đồ quỷ, sao chị chạy mau vậy? Chị điên hả? Chị không biết rằng về nhà lại thở không được sao? Bernadette không trả lời. Lòng cô đang ngổn ngang những biến cố vừa xảy ra ở hang Massapierre. Có nên nói hay không nói về bà là cho các em nghe? Nếu nói ra thì hậu quả sẽ thế nào? Chúng nó có tin không? Cô gái nén lòng tự nhủ. Thôi thì ta chẳng nói ra đâu. Ron Bernardi nghe thấy Bernadette thở dài hỏi. Chị nói thầm điều gì vậy, Bernadette? Bernadette dừng lại nói nhỏ. Chị có chuyện này muốn kể cho các em nghe, nhưng nghe xong thì phải giữ bí mật, không được mách lại với ai. Mẹ mà nghe được thì bà sẽ đánh tao chết. Thề đi Maria. Em xin thề, chị biết đó, em luôn giữ bí mật cho chị. Tao hứa chứ không thề. Ron Nebadi nói. Thề mấy cái điều lặt vặt là có tội trọng đó. Nào, nói đi. Chuyện gì xảy ra ở hang Massapierre? Bernadette hít vào một hơi dài. Giọng nói run run vì vui mừng và hồi hộp. Chị trông thấy một bà khách lạ đứng ở ngay cửa hang, mặc toàn là đồ trắng, thắt lưng xanh da trời, mỗi bàn chân có một bông hoa hồng bằng vàng. Maria nổi giận khi nghe chị kể. Nàng ném bó củi xuống mặt đất. Em biết mà, chị dọa em trong rừng vắng. Nhưng chị không thể làm em khiếp sợ với cái bóng ma ngu ngốc của chị mặc toàn áo trắng. Bernadette kể tiếp. Chị muốn làm dâu thánh giá, nhưng không làm được. Tay phải của chị rã rời như là khúc gỗ treo bên mình. Sau đó chị làm được theo mẫu của bà ta. Đột nhiên Bernadette ngừng kể, nằm lăn ra mặt đất. Chị mệt lắm rồi, nghỉ một chút đi. Hai cô gái khác cũng ném bó củi xuống đất và ngồi bên cạnh Bernadette. Họ ngạc nhiên nhìn nét mặt trắng bệch và vô cảm của Bernadette. Một lát sau, Bernadette buộc miệng nói vội. Giữ lấy chị, mau giữ lấy chị. Chị muốn trở lại hang Massapierre. Ron Nebadi nháy mắt chế nhạo. Hay mày tin là bà khách còn ở đó đợi mày? Bernadette thản nhiên trả lời. Vì tao biết bà ta đang đợi tao ở đó. Hôm ấy bà Louise Subaru trải qua một ngày vất vả. Bà ở nhà người láng giềng Grising Burrow hàng giờ
để chữa bệnh cho đứa bé bị co giật. Chuyện tuy là cũ, nhưng không sao rời khỏi đứa bé được. Nó thường xuyên bị lên cơn co giật, đau đớn. Đứa bé lên 2 tuổi, con trai của gia đình Burrow mắc bệnh từ hồi mới sanh. Chân của nó chỉ to bằng ngón tay cái của người lớn, dị dạng khủng khiếp, và cứ 2 tuần lại lên sài uốn ván một lần. Nó vặn vẹo đau đớn đến chết được. Hầu hết các chị em nhà Castro đều giỏi về chữa bệnh, nhất là bà Louise rất khôn khéo. Bà xoa dầu nóng khắp thân thể của đứa bé, gói nó vào một chiếc khăn ấm to tướng, cho uống thuốc lá cây và ôm chặt nó trong vòng tay thô kịch, nhảy lên nhảy xuống hàng giờ, lay lắc đứa bé cho đến khi đổ mồ hôi. Thân thể đứa bé cứng nhắc, cuối cùng máu chảy đều và cơn co giật uốn ván dịu dần. Bà trả lại đứa bé cho mẹ nó rồi trở về nhà. Tới được nhà thì sức lực đã kiệt quệ. Bà vật mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ngã lưng vào tấm ván dừa. Nhưng bà lại đứng dậy ngay, choàng lại khăn vai, bởi nhớ lại là bà chủ Mie thường hay hủy bỏ ngày giặt giũ. Bà ta năn đi Onge để thăm gia đình Latapi. Đứa con đỡ đầu yêu dấu của bà thuộc gia đình đó. Nó mới chết được vài tháng nay. Bà ta thương tiếc nó khôn nguôi, bởi vì nó là đứa bé ngoan ngoãn, vừa ý của bà. Khi còn sống, bà chiều chuộng nó như là mẹ con ruột thịt, và nó cũng chính là niềm vui, niềm an ủi duy nhất của bà. Phần bà Louise, mỗi lần bà Mie hủy bỏ ngày giặt, thì lại bị mất 30 xu tiền công, bữa ăn trưa, chén trà chiều ấm áp, và gói thức ăn dư mang về cho mấy đứa bé. Bà Subaru bấm bụng, hôm nay là điểm xấu, mọi sự sẽ đi trật đường và sẽ không theo ý muốn. Có lẽ ngày giặt vào thứ sáu cũng bị hoãn lại. Bà giật mạnh cánh cửa nhà tù cũ Castro. Ông chủ nhà, cậu Seju đang ngồi ở bậc thang cuối cùng hút tẩu thuốc. Bà Seju nhất định không để chồng làm dơ bẩn bộ salon của mình, khác với gia đình Subaru nghèo khó. Gia đình Seju khá giả hơn, làm chủ 3 căn phòng rộng rãi và một phòng khách để salon, bàn ghế tiện nghi. Bà Louise hớn hở nói, cậu Andrea, coi nhà dù một lát, em chạy sang nhà bà Mie nhé. Ông Andre Seju uể oải uống cong ngón tay trái, tỏ dấu đồng ý. Bổn phận của người thợ xây là yên lặng. Nhưng đối với gia đình Seburu, sự yên lặng của ông Seju mang một dấu hiệu hoàn toàn khác. Họ có liên hệ máu mủ với nhau, nhưng sự thất bại trong cuộc sống khiến họ phải canh chừng nhau như canh chừng bệnh truyền nhiễm. Họ đối xử với nhau theo bổn phận bác ái đạo dạy, nhưng vẫn phải cảnh giác trộm cắp. Gia đình Mie là một dòng họ ấn tượng nhất lộ đức. Đức cha Bertrand Seves Lawrence, giám mục của Tabs, mỗi khi đến lộ đức, thường cư ngụ tại ngôi nhà này. Bà Mie quá chồng từ lâu, nhưng bà vẫn ở vậy dù không có con. Bà là một tín hữu đạo đức nhiệt thành, hội viên tích cực của Công giáo Tiến hành địa phận Tabs. Tuy nhiên, đối với đức cha Lawrence, thì sự tò mò của bà chủ nhà về đời sau rất bình dân. Nó là một giáo lý phổ thông nông cạn, mang màu sắc dị đoan. Bà có nỗi ám ảnh sâu đậm khi đứa cháu gái cũng là con thiên điên của bà qua đời. Đằng khác, khá nhiều đoàn thể trong hạt lựu đức được nhờ lòng tốt của người đàn bà này trợ giúp. Thầy Philip, người giúp việc cho bà Mie, ra mở cửa cho bà Louis Sebaru vào. Thầy nói với cường điệu của bậc giáo sĩ,
Chào chị Louise, chúng tôi quản giặt tới tuần tới. Từ khi Elise tốt lành qua đời, hằng ngày chúng tôi đều sang Orange đi lễ cầu nguyện cho linh hồn thánh thiện ấy. Chúng tôi sẽ gọi bà chị đúng lúc. Bà Louise tỏ bày lòng chia buồn cùng với thầy Philip, trong lòng không khỏi sợ hãi vì bị mất một buổi giặt, gia đình thiếu hụt 30 xu lương thực. Trên đường về, bà ghé mua chút ít thịt heo muối, một bánh xà phòng, nửa ký bột mì ở tiệm Lexi mà không phải tiêu tốn 12 xu trong túi áo. Ông chủ tiệm nhất quyết không chịu lấy tiền. Vừa về đến cổng Casio là đã nghe tiếng giận dữ của cậu Saju. Cô nói này, tôi thiết tưởng bổn phận của mấy bà mẹ là coi xem các nhóc nhà mình có quấy phá hàng xóm hay không. Xin ghé mắt nhìn hai quý tử nhà cô đi. Con rượt mèo của ông đó chứ? Ruston nói to. Con chỉ kéo Ruston ra khỏi đống phân nhà ông. Jean-Marie bào chữa. Không nói một lời, bà Subaru nghiến răng lôi cả hai quý tử về nhà. Mình dính đầy bùn nhơ. Lột hết quần áo, đổ nước nóng vào chậu giặt, lấy cát, chà sắt khắp mình của chúng, rồi dội nước cho sạch. Hai đứa trẻ thấy mình trần truồng thì nhe răng cười với nhau. Chúng khám phá ra trò chơi mới. Mặc dù gió lạnh, chúng đuổi bắt nhau hí hửng. Vừa lúc ông François Soberous bước về nhà, ông vội vàng la lên. Xin giữ lấy phẩm giá Castro của bà. Đừng bày trò khốn khổ như vậy nữa. Tuy tôi chỉ là Subaru bình dân, nhưng hãy tin cậy vào tôi. Hôm nay tôi đã gặp Mason Gross và Casanav, sẽ có hy vọng. Thế ông có tạt ngang qua quán rượu Bebu không đấy? Bà Louise nói mỉa. Ông Francois tiến lại sau vợ phàn nàn. Có lẽ tôi bệnh rồi. Lạy Chúa, xin cho con chết để đỡ khổ. Bà Louise với chiếc khăn bông to vừa lau cho hai đứa bé, sau đó giặt và phơi lên dây căng từ lò sưởi cho đến cửa sổ. Mặc dầu bị thử thách nhiều, bà vẫn là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền lành. Nếu như chồng uống vài ly rượu ở tiệm Bebu thì cũng không can gì. Đã nhiều ngày, ông chưa được bữa ăn ra hồn. Bà nói tiếp. Bố nó lên giường nằm nghỉ là hơn. Bà cảm nhận ngay rằng chồng cần một chút can đảm để đối phó với hoàn cảnh khó khăn hiện thời. Bà tiếp tục nói. Tuy thứ sáu này nghỉ giặt ở nhà bà Mie, nhưng chắc là sẽ có tin vui. Bà Louise kéo mền đắp cho chồng, vuốt thẳng các góc mền cho chồng ngủ an toàn, rồi ném thanh củi chót vào lò sưởi. Đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Hai con Jean và John bây giờ đang ở đâu ta? Bà Louise tự hỏi. Cuối cùng, Bernadette và Maria cũng về tới nhà. Mấy bó củi lớn làm cho bà dịu lại. Bà sai hai đứa trẻ gọt vỏ khoai tây và củ cải. Đang khi làm, thỉnh thoảng Bernadette liếc sang em soi mói. Cô cứ nơm nớp lo sợ em sẽ nói ra điều bí mật. Cô em thì cứ cúi đầu làm việc, mắt nhìn xuống đôi tay đang thoăn thoắt gọt vỏ khoai, miệng mím chặt đôi môi. Có lẽ cô thông cảm ý nghĩ của chị. Xong việc, bà Louise gọi to hai con gái. Này, đến cửa sổ mẹ chải tóc cho. Maria trước. Bà muốn lợi dụng những tia nắng cuối cùng của ngày hôm ấy chải tóc cho hai cô con gái cưng. Bà luôn luôn ăn ở gọn gàng. Đó là nét quý phái duy nhất của dòng họ Castro còn lại nơi bà. Các nét khác vì lam lũ đã phai nhạt hết rồi. Maria
quỳ trên chiếc ghế đẩu để cho mẹ chải tóc. Bernadette đi kiếm hai thằng nhóc trần truồng đuổi nhau ngoài hành lang. Maria buộc miệng nói: "Con muốn nói điều này về Bernadette cho mẹ nghe." Bà Louis hỏi vội: "Cái gì về Bernadette?" "Mẹ à," Maria tiếp tục, "chị Bernadette xem thấy một bà lạ ở hang Masabiele. Bà còn trẻ lắm, mặc toàn đồ trắng, thắt lưng xanh da trời, chân trần có bông hồng bằng vàng." "Còn nỡm, mày nhảm nhí cái gì vậy?" Vừa lúc ấy, Bernadette bước vào nhà với hai đứa bé. Bà Subaru quay ngang mặt về phía cô chị giận dữ: "Đứa mất dạy, mày trông thấy chi ở cái hang Masabia gớm ghiếc?" "Em phản chị rồi, tại sao em nói cho mẹ biết?" Bernadette kêu lên và nhìn em gái. Tuy nhiên, giọng cô đầy nhẹ nhõm, chạy vội đến bên mẹ. Hai tay dang rộng hướng về mẹ, như về một ngọn lửa ấm áp, trái tim hoan hỉ vì được nói ra điều ấm ức trong lòng cho mẹ nghe. "Dạ đúng đó mẹ, chiều nay con trông thấy một bà rất đẹp ở hang Masabiele." Những lời thổ lộ đáng lý làm cho bà Louis tò mò thì lại như chén đắng đổ đầy tràn trong lòng của bà. Sau một ngày lầm than vất vả kiếm miếng ăn, bà lại phải nghe con gái nói chuyện ngu xuẩn. "Chúng mày giả bộ trông thấy bà đẹp, trong khi tao cực nhọc lao động đến lột cả da tay. Ôi lạy đức mẹ, đứa thì rơi vào đống phân, đứa thì không thuộc kinh. Sao con khổ thế này? Bây giờ lại còn chuyện bà đẹp hiện ra. Thế thì tao phải cho chúng mày một trận để hết cực lòng." Tiếng bà Louis Subaru hét lớn làm cho gia đình Saju ở trên lầu giật mình, vẫn tai nghe. Bà Louis vồ lấy cây gậy gỗ dùng để đập mềm giường. Cái cuốc thứ nhất trúng ngang lưng Bernadette. Maria chui xuống gầm giường để tránh cơn giận của mẹ. Nhưng không được, cô phải nhoài người ra để nhận cái thứ hai. Hai đứa bé khóc cũng không thoát khỏi cơn giận của mẹ, tuy chúng rất xứng đáng. Maria xoa lưng khóc rống lên: "Mẹ đánh em tại vì chị đó." Ông Subaru tức giận, mở to hai mắt, đứng thẳng dậy nói: "Tao nghe thấy hết rồi." Ông nắm lấy cổ áo con gái lớn, nhìn thẳng vào mắt: "Coi nè, bà coi, chúng ta là gia đình lương thiện, mọi người nể nang. Bây giờ mày tính giở trò lừng gạt ngu ngốc, kiêu ngạo, làm ra vẻ quan trọng. Nếu như muốn dối trá thiên hạ, bày đặt chuyện thần tiên, thì hãy xéo ra khỏi nhà này, nhập bọn với lũ xiếc ở chợ phiên, đi với đám vô lại Tây Ban Nha, lang thang đây đó. Tới đó với chúng, tha hồ mà lường gạt." Nói xong, ông ngồi xuống cạnh giường, thở hổn hển. Bernadette ngây dài nhìn cha, hai tay khoanh trước ngực, lễ phép: "Thưa ba, đúng thật mà, con trông thấy bà ta, lạ lắm, con không dám lừa gạt ba mẹ." Ông Francois ngừng nghịu vì quá lời. Sau cảnh lộn xộn, gia đình Subaru được hưởng vài ân huệ. Chúng báo hiệu những may mắn cho tương lai. Trước hết, bà cô Saju nghe tiếng hét xé tai của Louis thì sinh ra sợ hãi. Bà nghĩ bụng, nếu Louis giận dữ tới độ điên khùng như vậy, ắt hẳn gia đình đang lâm vào túng quẫn lớn. Bà Saju vốn biết lo xa, tích trữ được một số lương thực, thực phẩm khá dồi dào. Bà lại có tính nết thương người. Bà đắn đo chạy đến chiếc vải đựng bơ, phô mai móc ra một ít, cắt một khoanh thịt heo muối mặn, và vui mừng thắng được tính hà tiện, bà thêm luôn 6 khúc xúc xích miền quê, đặt tất cả vào cái đĩa to,
đem xuống cho gia đình Subaru. Vừa trông thấy chị Sasu đứng ở ngưỡng cửa, tay bê đĩa thức ăn, bà Louise giật mình sửng sốt, buông tay làm rơi chiếc muỗng gỗ xuống sàn. Bà đang nấu nồi cháo lỏng. Kìa chị Sasu, đúng là Đức Mẹ dẫn chị tới đây. Suốt ngày hôm nay em cứ cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ gia đình em. Lộn xộn quá. Cảm ơn anh chị đã thương chúng em và các cháu nhé. Rồi lại món quà khác đến. Món quà này là hai tá trứng do gia đình Bohor biếu. Số là Krysin, con người bà con ở miền quê lên thăm. Nhớ ơn bà Louise đã chữa con mình. Bà lập tức mang sang Castro để biếu đền ơn. Chị lại cứu sống đứa bé nhà em. Chẳng có chi trả ơn chị hết. Chị nhận cho em số trứng này đi. Nói xong, Krysin đặt rổ trứng xuống đất, biến mất, không đợi chủ nhà cảm ơn. Bà Louise nhận số trứng và đếm. Vừa đúng hai tá trứng tươi, có thể tráng kẹp thịt muối. Ngon tuyệt. Bà rơm rớm nước mắt, vui mừng, cảm động. Thế là lại được một bữa ăn đúng nghĩa. Con cái đói khát triền miên, nên hoa cả mắt, trông thấy toàn mộng mị. Hôm nay là hết bà đẹp rồi. Tiếp theo là một sự cải thiện lâu bền hơn. Số là đột nhiên một sứ giả của ông Kazenov gửi đến, xuất hiện ngay trước cửa nhà. Hắn đang đứng thẳng như trời trồng, báo tin chủ của mình muốn hợp đồng với ông Subaru để chăn ngựa cho cục bưu điện và làm tài xế xe ngựa đi trạm Taps. Ông Subaru đứng nghiêm trang suy nghĩ, tính toán hơn thiệt của công việc. Cuối cùng, ông nhận lời và nói một cách dứt khoát. Sáng mai tôi tới nhận việc. Bỗng ông trở nên vui vẻ, khoác vòng tay lớn, nói huênh hoang. Thưa quý thân bằng quyến thuộc, các vị đã đem quà tới đầy nhà, thì xin cùng chúng tôi ăn bữa tối hôm nay cho vui vẻ đi. Chúng ta là một cuộc liên quan, mừng các cháu mạnh khỏe. Bà nhà của tôi khéo tay đầu bếp, quý vị sẽ được thưởng thức bữa trứng rán thịt muối thiệt là tuyệt vời. Mọi người nhao nhao phản đối. Bà Louise ngập ngừng, không muốn tiếp tay chồng. Bởi vì một buổi chiều mà hoang phí số trứng có thể ăn dè sẻn được 3 ngày. Nhưng bà Louise vốn chiều theo ý chồng. Hơn nữa, nhờ một sự may mắn nhỏ, gia đình có cơ hội rũ bỏ số phận lầm than, thất nghiệp triền miên và đứng thẳng như là một người tự tin, có phẩm giá và rộng rãi. Tại sao sau 3 ngày tháng long đong, cơ hội tốt đã mỉm cười với ông mà ông lại không được phép làm theo ý? Cho nên, thuận theo ý muốn của chồng, bà thân ái mời mọc mọi người. Những người lớn ngồi chật chung quanh chiếc bàn ăn, trẻ con thì chen nhau trên một chiếc ghế phẳng hẹp. Bà Louise đon đã phục vụ trứng tráng với thịt muối xào, bánh mì xúc xích và cháo hành. Bà Saru cao hứng đãi mỗi người một ly rượu chát đỏ, kể cả các cháu nhỏ. Bữa ăn tiến hành vui vẻ như là ngày Tết. Ở miền Pyrenees, sau bữa ăn chiều, người ta có thói quen lần hạt để kết thúc một ngày lao động cực nhọc. Không hiểu sao hôm ấy, bà Louise lại nhường cho con gái lớn dẫn kinh. Bernadette vâng lời, rút cổ tràng hạt cô thường dùng và lúc trưa đã dâng cho bà lạ ra khỏi túi áo. Khi đọc hết mọi kinh, bà Louise nối đuôi thêm. Lạy Đức Mẹ chẳng mắc tội tổ tông truyền, xin cầu cho chúng con là kẻ năng chạy đến cùng mẹ. Bà vừa dứt lời, thì mặt mũi Bernadette trắng bệch. Cô gái nhỏ trở nên loạng choạng, bất động như khi Maria và Jean Nebadi xem thấy ở bên bờ suối. Bà Krysin Buarot đã sợ hãi kêu lên. Bernadette xỉu rồi! Bà Saru đỡ lấy Bernadette nhẹ nhàng hỏi. Con ốm à? Dạ không,
Con không có làm sao hết. Bernadette lắp bắp trả lời. Ngược với ý định, bà Louis sợ hãi, lảm nhảm kể lại câu chuyện lúc ban chiều cho mọi người có mặt cùng nghe. Vì Bernadette mà bà nổi giận đánh tất cả bốn đứa trẻ. Các chị biết không, nó nói mình trông thấy một bà rất lạ, còn trẻ đẹp lắm, mặc toàn đồ trắng ở hang Massabier. Thôi tôi xin bà. Ông François Subaru cắt ngang lời vợ. Chẳng may con bé thở không được, rắc rối với hai lá phổi. Đã khám bệnh nơi bác sĩ Doju. Ông bảo không có can hệ gì. Mỗi khi trời lạnh thì nó lại lên cơn. Bây giờ không khí đang trở nên giá buốt hơn rồi. Điều nó cần là một ống khói lò sưởi tốt hơn. Có vậy thôi. Ngày 11 tháng 2 kết thúc sớm. Tiếng gáy của gia đình Subaru đầy ắp văn phòng Castro. Ông François dẫn đầu. Ánh lửa từ lò sưởi thường ném lên các bức tường những hình thù kỳ dị. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, Bernadette không trông thấy hình nào hết. Chuyện gì đã xảy ra cho cô gái ngây thơ, bé bỏng? Hình như cô gái linh cảm như có một điểm gỡ. Điểm ấy đè nặng trên ngực, ấm ức như bổn phận phải gánh chịu. Bernadette nhắm nghiền đôi mắt. Cô cố nhớ lại bóng hình của bà lạ, nhưng không được. Cô chẳng mường tượng ra bà lạ nào hết. Trí óc cô thua đôi mắt trần ban chiều. Bernadette cố gắng ngủ, nhưng mỗi lần chỉ được vài giây. Bà đẹp không đến với cô gái trong giấc ngủ. Đó là điều thiệt thòi lớn. Cô vẫn hằng khao khát trông thấy bà một lần nữa, ít là trong giấc mơ. Bà ta xem ra muốn chứng tỏ mình thật sự được làm bằng xương thịt, chứ không phải bằng chất liệu mộng mị. Cô gái thổn thức. Maria tỉnh giấc khi rờ vào chỗ ướt trên gối của chị. Cô khe khẽ gọi mẹ. Má à, Bernadette đang khóc kìa. Bà Louise loạng choạng ra khỏi giường, chân lê về phía hai con gái đang ngủ. Con thở không được phải không? Bernadette dụi mắt, lắc đầu. Nếu vậy ngồi lên đi con, mẹ có điều muốn nói với con. Bà Louise cầm hai khúc gỗ củi ném vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên. Bà kéo chiếc ghế sát gần lò sưởi. Bernadette vùi đầu vào lòng của mẹ, đầy nước mắt. Bà Louise vỗ nhẹ lên mái tóc của con. Rồi bà ghé xuống, ngọt ngào nói. Con sợ cái bà lạ ở hang Massabielle phải không? Bà ta không phải là ma quái đâu. Có người nào tính nhát con mà thôi. Bernadette ngẩng đầu nhìn mẹ, đầy nước mắt. Cô lắc đầu quậy quậy. Lòng bà Louise đau xót vì thương con. Bà thầm nghĩ trong lòng. Người đâu mà ghê gớm vậy, nhát chè sữa ban ngày. Bà nhẹ nhàng nói vào tai con. Cưng ạ, hay là giấc mộng ban ngày. Con gái đang lớn thường hay như vậy lắm. Dần dần nó sẽ tan đi hết. Đừng nghĩ tới nữa là xong. Con lớn rồi đấy. 2-3 năm nữa thôi là cũng sẽ có chồng sanh con đẻ cái giống như ta vậy. Bernadette giấu mặt đi, không bày tỏ cảm xúc của mình nữa. Mặc dầu an ủi con, nhưng bà Louise quyết định chiều mai sẽ đến nhà thờ, vào tòa giải tội và hỏi ý kiến cha phó Pomian về sự lạ ở hang Massabielle.
Chương 3. Trong ngôi trường của các dì phước Nevers, có một nhóm học sinh nữ. Jean Abadi dẫn đầu. Nhóm này luôn vây quanh Jean Abadi mỗi khi ra chơi. Hôm ấy, cô bé bật mí với cả nhóm. Nè, nếu như chúng mày chứng kiến chuyện lạ xảy ra ở hang Masabian, chúng mày sẽ chẳng còn hồn vía. Nhưng ta không nói ra đâu. Catherine Mango lên tiếng phản đối. Thế sao mày làm chúng tao tò mò đến háo hức chảy nước miếng? Cái con Bernadette Soubirous đó, việc liên quan đến nó đó. Họ tưởng gì, con bé đã ngu thế mồ, nó chẳng có chi hấp dẫn đâu. Catherine nhún vai nói. Đúng vậy đó. Như vậy đó, nó đâu có giỏi gì. Jean Abadi nói tiếp. Shh, tụi mày im lặng hết cho tao. Tao hứa với nó, tao không nói ra. Tao chỉ hứa, nhưng không có thề. Rồi cô bé hạ giọng, tỏ vẻ nghiêm trọng. Chuyện là như vậy nè. Chúng tao hôm qua đi lượm củi khô ở hang Masabian. Tao với Maria Subaru và nó. Chúng tao lên núi, còn nó ở lại dưới suối. Khi chúng tao trở lại, thì thấy nó quỳ trên cái sỏi dụng cạnh suối. Nó chẳng nghe chúng tao gọi từ bên kia suối. Quỳ lặng người, cái vẻ mặt ghê lắm, trắng bệch như người chết á. Lúc sau, nó hồi lại, nó nói nó trông thấy một bà lạ ở cửa hang, ăn vận toàn đồ trắng, thắt lưng xanh da trời, hai cái chân chừng, có bông hồng vàng trên mu bàn chân đó. Các cô bé gái nhao nhao hỏi. Thế mày có trông thấy bà ta không? Mày có thấy không? Không có, chỉ thấy miệng hang đen ngòm mà. Bông hồng trên mu bàn chân nữ. Ai vậy? Này này, không khéo Bernadette lừa mày đấy. Mù nồi ơi, con nhỏ ấy mà lừa cái chi, hẳn ngu thảy mô. Một con bé tóc hung đỏ nói, tỏ vẻ khinh bỉ Bernadette. Jean Abadi trầm ngâm xác nhận. Thiệt đó. Nó không biết lừa đâu. Chị em tụi nó thiệt thà như đếm á. Nè, vậy chúng ta ra hang xem đi, ha. Thế là mấy cô gái đồng thanh tán thành đề nghị của Jean Abadi. Tất cả đều hao hức đi hang Masabian. Jean Abadi danh mãnh thêm. Mình nhất định phải kéo Bernadette đi theo, kéo bà ta không còn đứng ở đó. Có Bernadette, nhất định có bà ta. Vừa khi chuông vào học, các cô gái đã túm tụm vây quanh hai chị em Subaru. Nè, có bà lạ hiện ra với mày hả? Đúng rồi đó, bà ta ra sao? Bà đứng ở đâu? Nói cho chúng tao nghe đi, rửa bà nói chi vậy mi? Hàng trăm câu hỏi dồn dập, Bernadette không kịp trả lời. Cô bé đứng đỏ ửng mặt và hỏi. Jean, bạn nói ra à? Tại sao vậy? Bernadette ấp úng. Nhưng cũng như chiều qua, cô bé bị giằng co giữa hai ý nghĩ. Giữ bí mật câu chuyện, nói cho mọi người biết về bà lạ ở hang Masabian. Cô bé cầu mong cho người ta trông thấy bà như nàng vậy. Không được nói ra thì nó như viên đá đè trên lồng ngực. Cho nên xem ra khuynh hướng thứ hai thắng thế. Tuy nhiên lúc này cô bé chẳng biết khởi sự câu chuyện từ đâu, nên chỉ biết yên lặng.
Lúc ấy Jean Abadi chữa mình. Tao phải nói ra, bởi vì nó là chuyện quan trọng. Chúng tao nhất trí Chủ nhật sẽ ra hang Masabian xem bà ta. Mày phải đi với chúng tao. Maria trả lời thay cho chị. Không được đâu, nhưng mẹ không cho đi đâu. Chị đã hứa với mẹ không ra đấy nữa. Mẹ đã cấm chúng tao rồi. Jean nhìn thẳng vào Bernadette và nói. Vậy mày đi chứ. Không có mày, bà lạ không đến đâu. Cô gái ho hen cúi đầu. Catherine hỏi tiếp. Thế bà lạ có nói chuyện với mày không? Bernadette vẫn cúi đầu trả lời ấp úng. Không, bà ta chẳng nói một lời. Nhưng bà ta đẹp lắm, nhất trần gian luôn. Mình chưa hề gặp ai đẹp đẽ như vậy. Cô bé Madeline Hewlett góp ý. Thế thì bà ấy không tốt đâu. Đàn bà có nhan sắc, thường kiêu căng, không bao giờ tốt cả. Thấy không, mấy bà đẹp đẹp trong khu xóm đều như rửa. Jean Abadi nói tỏ vẻ khôn ngoan thành thạo. Ta cũng nghĩ như mày đó. Như bà Mille chẳng hạn, có lẽ mày xem thấy con quỷ hiển hình rồi. Bernadette lắc đầu không đồng ý. Không, bà lạ hiền khô à, bà nhìn mình âu yếm lắm. Vậy, Chủ nhật sau lễ, chúng tao sẽ ra hang, mang theo nước thánh lấy từ nhà thờ. Khi bà xuất hiện, Bernadette sẽ rẫy nước thánh vào người và nói, nếu bà từ Thiên Chúa mà đến, xin hãy tiến ra ngoài một bước. Còn nếu từ hỏa ngục, xin hãy cút xéo. Như vậy, đúng nhất phải không? Đồng ý không? Vậy thì mọi người đồng ý đó. Cứ như vậy nha. Thế nhưng Annette Courage thêm vào. Giả như bà ấy là người thật, tốt bụng, thì nói thế nào hả? Bernadette chân chất nói. Bà ấy rất thật như người ta vậy. Đột nhiên, tiếng cô giáo từ đằng xa vọng tới. Này này các em, ồn ào như vịt dưới ao, không ai chịu nổi. Cả đám đang nghe nhà thông thái Bernadette giảng lẽ khôn ngoan phải không? Bernadette cúi mặt, xấu hổ, tỏ vẻ tủi thân vì bị hiểu lầm. Hôm nay là Chúa Nhật. Dì Vu Du dẫn lũ trẻ đang học giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu đi dự thanh lễ chính tiệc lúc 8 giờ sáng. Trong đám có cả chị em nhà Subaru, Bernadette và Maria. Ông François bận việc chuồng ngựa cho đến trưa. Bà Louise ở nhà một mình với hai đứa em Justin và Jean-Maria. Thừa cơ hội, bà đem sợi len ra đan. Bà đã đi lễ lúc 7 giờ sáng. Những người khá giả đi lễ chính tiệc 8 giờ. Không tham dự lễ chính tiệc quả là một thiệt thòi. Bởi nó là lễ hội của cả huyện sau một tuần làm việc vất vả và nhất điệu. Tiếng cây đàn phong cầm ầm vang thánh thót, như ngọn lửa tinh thần thổi qua khu phố, sưởi ấm các linh hồn giá lạnh. Người ta gặp nhau, chào hỏi nhau thân thiện. Cha chánh xứ Piramal trên tòa giảng cất tiếng sang sảng như thâm nhập từng linh hồn. Bà Louise không có y phục tốt để vận với chị em. Bà từ ái không mặc đồ thường trước mặt dân chúng khu phố. Họ giàu có hơn, ăn vận toàn lụa là sang trọng.
Buổi sáng Chủ nhật hôm nay, bà thật sự hài lòng ở nhà một mình. Sau nhiều ngày ăn uống kham khổ, gia đình đã có được bữa ăn xứng đáng. Lòng bà vui mừng hoan hỉ. Nồi cháo rau cải bắp nóng hổi, tỏa mùi hành tươi lan ra khắp gian phòng. Linh hồn bà cũng được bình an. Vì chiều hôm qua bà đã đi nhà thờ xưng tội với cha phó Pomian. Bà được nghe ngài nói, đó chỉ là những hiện tượng vô hại của tuổi thơ. Người lớn chẳng can chi phải bận tâm đến. Nửa giờ sau, bà hơi khó chịu. Một lũ trẻ nhóc học sinh trường các dì phước Nevers vây quanh bà và xin phép cho Bernadette đi với chúng ra hang Massabielle xem bà lạ. Tất cả bọn đều nài nỉ. Chỉ con gái bà yên lặng. Jean tỏ vẻ khôn ngoan lanh lợi nhất. Cô bé cúi đầu chào bà lễ phép. Dạ thưa bác, chúng cháu chỉ muốn xem câu chuyện thực hư ra sao thôi. Lời Jean làm cho bà Louise suy nghĩ. Bà đắn đo. Ừ nhỉ, nếu như lũ trẻ chẳng thấy gì cả, chúng sẽ chế nhạo Bernadette. May ra con gái mình sẽ hết bệnh hoang tưởng. Ý nghĩ này khiến bà quyết định cho Bernadette đi theo. Này các cháu, được rồi, nhưng phải về trước bữa cơm chiều, kẻo ba đợi nhé. Khi đến gần cây cầu cũ, Bernadette đột ngột dừng lại, ngẫm nghĩ một giây, đoạn nói. Này các bạn, hai ngày qua mưa và tuyết rơi nhiều. Có lẽ mấy tấm ván bắc làm cầu ngập dưới nước hay trôi đi mất cả rồi. Chúng ta nên đi băng qua ngọn núi. Nói xong, chẳng đợi ai góp ý. Cô chạy như bay qua ngọn các dãy núi. Những đứa trẻ khác theo sau muốn hụt hơi. Thường khi chạy nhanh như vậy, cô gái hụt hết hơi và cơn suyễn phát triển. Nhưng lần này, không hiểu thần thánh nào ban cho Bernadette sức khỏe như vậy. Suốt con đường ra suối, cô chạy như không hề nghi ngờ bà lạ đang có mặt ở đấy. Cô ngược lên dãy núi nhiều hang và xuống một con dốc nguy hiểm. Tuy nhiên, Bernadette nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, nhanh nhẹn như một con sóc truyền cành cây. Một bước nhảy dài nữa là tới suối. Gần đến sàn hang, cô ngừng lại, hai tay ôm ngực và hít vào mấy hơi. Bernadette từ từ đưa mắt nhìn cửa hang. Các bé gái khác cũng tới nơi. Nghe Bernadette kêu khe khẽ. Ô, kia rồi, bà lạ đang ở đây. Các cô gái khác chỉ nhìn thấy Bernadette ngửa đầu về phía sau, ngắm nhìn chăm chú lên cửa hang rỗng tuếch, đen ngòm, miệng lẩm bẩm. Bà đang ở đây. Cả nhóm vây quanh Bernadette. Maria Subarus ngơ ngác nói. Chị ơi, em chỉ thấy cái lỗ đen ngòm à. Bernadette thì thầm. Em ơi, bà nhìn em đấy. Bà gật đầu với em phải chào lại bà đi. Maria rủ các bé gái khác. Nè nè, chúng ta tiến lên gần hơn đi. Bernadette giang cả hai tay ngăn cản sợ hãi. Ôi, đừng, xin đừng. Vì lòng yêu mến Chúa, đừng tiến gần, dù chỉ một bước. Kẻ được chúc lành, Linh cảm thấy đã quá gần cận, người ban ơn, nên không thể tiến lên thêm nữa. Lần gặp gỡ đầu tiên còn khoảng cách một con suối. Hôm nay gần đến độ có thể đưa tay với tới. Bernadette đứng yên, bất động. Bà đẹp vẫn ăn vận như cũ. Dáng điệu bà làm cô gái thỏa mãn tuyệt tình. Chất liệu vải trắng như tuyết
mang đầy tính chất nhiệm màu. Nó che phủ cái chi thể rất tinh tế. Bà không biểu lộ chút bất mãn nào khi đám con gái ồn ào, ngu ngốc đứng với Bernadette. Trái lại, bà liếc nhìn cả bầy với lòng âu yếm của một người mẹ. Bà vui vẻ nhìn Maria, Madeleine và các trẻ khác đang nhao nhao vây quanh Bernadette. Phía đằng sau có ai thì thầm. Nè nè, giấy nước phép đi, giấy vào bà ta và nói như chúng ta đã bàn trước đó. Bernadette vâng lời, cầm lấy chai nhỏ đựng nước phép Madeleine đã múc ở giếng nhà thờ. Run rẩy vẩy lên lỗ hang đen ngòm và nói. Thưa bà, nếu bà từ Thiên Chúa mà đến, xin hãy tiến ra gần hơn. Người đàn bà thích thú với câu thần chú và vâng lời tiến ra cửa hang, mỉm cười gần như thành tiếng. Hai tay mở rộng như muốn ẵm lấy đám trẻ. Lập tức Bernadette cảm nghiệm một sự ngọt ngào, ngây ngất. Cô thấy mình hạnh phúc như đang sống ở thế giới bên kia xa lạ. Mặc dù cô đang quỳ trên đám sỏi đá, mà bình thường chẳng ai dám làm vì các viên đá lởm chởm xé nát đầu gối. Vốn tính kiêu căng, Jean Abadi chỉ chấp nhận tình bạn khi chị em Subaru quy phục mình, thấp hèn hơn mình, bị khinh rẻ và cần đến mình che chở. Nhưng từ hôm thứ năm, tình thế đổi ngược lại. Vì vậy, cô ta phạm tự ái, nổi sùng giận dữ và tính toán báo thù. Được rồi, tao sẽ làm cho mày sợ hết hồn. Cô ta lượm một hòn đá to, cỡ cái sọ người, vừa la vừa ném thẳng vào Bernadette. Hòn đá đi trượt Bernadette chỉ trong gang tấc. Bernadette vẫn quỳ bất động và không lưu tâm đến hành động của Jean Abadi. Maria sợ hãi lay vai chị. Chị ơi chị có trúng không? Chị có đau không? Nhưng Bernadette chẳng trả lời. Mặt cô bé lúc này lạ hoắc, không giống nét mặt bình thường chút nào. Đôi mắt nhìn cắm vào cửa hang vẫn đen ngòm, mở to và long lanh. Da mặt căng tròn đến nỗi các xương má và thái dương nhô ra. Tuy nhiên, khuôn mặt đẹp dễ sợ, làm mọi người phải lui ra xa. Maria thấy vậy, giận dữ hét lên. Ôi chị ơi chị, Jean Abadi, mày giết chị tao rồi. Người khác nói. Nhưng có chúng nó đâu. Lấy nước suối, mau lên, mau lên. Thế nhưng, vẩy nước suối cũng chẳng làm cho Bernadette ra khỏi cơn mê. Đám con gái khiếp sợ cuống cuồng, chẳng biết làm chi tiếp theo. Chỉ đứng nhìn Bernadette quỳ như trời trồng, mặt hướng lên cửa hang. Maria khóc sướt mướt chạy về mách mẹ. Jean Abadi và Catherine chạy tới xưởng mộc Savi cầu cứu. Hồi lâu sau, Antoine mới chạy tới cùng với mẹ là bà Nicolau. Nghe tiếng có người ngất xỉu, bà vội mang theo mấy lá hành tươi, cách chữa bệnh của dân quê. Bà đưa sát gần mũi Bernadette, nhưng cô gái chỉ hơi nghiêng đầu để tránh né. Antoine dỗ ngọt. Nào, đủ rồi Bernadette, chúng ta về nhà thôi cô bé. Nhưng không hiệu quả. Cô bé chẳng nghe thấy gì, vẫn quỳ bất động, mắt cắm lên cửa hang. Antoine đánh bạo, bế bổng cô bé trên hai tay,
chạy biến về xưởng cưa. Các cô bé khác ríu rít theo sau. Đám rước thu hút thêm những kẻ tò mò, dần dần biến thành số đông. Người hỏi thăm chuyện, kẻ ngạc nhiên, kẻ khác tranh luận, bàn tán. Một số người cười nhạo. Nhưng tất cả đồng ý cho rằng Bernadette đã mất trí khôn. Về tới nhà, tức xưởng cưa Savi, Antoine đặt cô bé gái ngồi gọn lõm vào chiếc ghế bành to, gần lò sưởi. Tiết tháng 2 lạnh giá, nhà nào cũng phải đốt lò sưởi cho khỏi cóng buốt. Bà Nicolau xoa dầu toàn thân Bernadette, đắp thêm chiếc mền cho ấm. Đoạn bà đi rót một ly sữa nóng đầy, đưa cho cô gái uống để hồi sức. Tuy nhiên, tinh thần Bernadette vẫn tỉnh táo. Tâm trí của cô hoàn toàn bị thu hút vào bà đẹp, không ý thức được các biến cố xảy ra chung quanh. Bỗng nhiên, sự ngây ngất của cô gái quê mùa chấm dứt. Vẻ mặt siêu nhiên của nàng trở lại bình thường. Vẫn tròn trĩnh, trắng hồng như các trẻ em khác. Bernadette ngồi xích ra mép ghế, thản nhiên nói với bà chủ nhà. Bà ơi, con hết lòng cảm ơn bà. Con không uống sữa, bệnh của con uống vào thêm nặng. Thật tình, con chẳng cần chi cả. Mọi người có mặt thấy cô bé đã tỉnh, dồn dập hỏi han. Này, Bernadette, thế cháu trông thấy cái chi? Thấy ma quỷ hả? Nó thế nào? Có giống người ta không? Bao giờ nó xuất hiện? Con có sợ nó không hả? Bernadette trả lời bình thản và tự nhiên. Ồ không, con chỉ thấy một bà lạ, còn trẻ lắm. Bà đứng ở hang lâu thật lâu, nhưng không nói chi cả. Từ nãy giờ, Antoine nhìn cô gái chằm chằm, không hề trông đi nơi khác. Chàng bèn lên tiếng. Nào nào, quý vị, em nó mệt lắm rồi. Xin quý khách để cho em nghỉ một chút. Quý vị không thấy em rã rời thân thể sao? Bà Louis và Maria chạy quãng đường xa vội vã từ Casho đến Savi. Tới nơi thì đã gần như cụt hơi. Bà rẽ đám đông chạy thẳng vào nhà bà Nicolau. Khi trông thấy Bernadette tỉnh táo ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành nhà chủ như một công chúa, mọi người đứng vây quanh. Bà nổi giận hét vào mặt con gái. Ôi cái đứa đần độn này, mày làm cả thiên hạ hoảng loạn lên con ạ. Bernadette chân thật trả lời. Mẹ ơi, con có yêu cầu ai đến đâu. Câu nói cộc lốc, hơi ương gàn thường làm các bà mẹ, các giáo viên tức giận. Bà Louise giơ cao tay nổi cáu, tính tát mạnh vào mặt Bernadette. Ôi, mày tính biến cha mày và tao trở thành trò cười cho hàng xóm hả? Con điên, con có biết không? Bà Nicolau nhanh nhẹn bắt trúng cánh tay bà Subaru hét lớn. Ôi, chị ơi, chị còn linh hồn không? Tại sao dám đánh đứa bé thế này? Nó là thiên thần của chị đó. Antoine lúc ấy nói chen vào. Bà không được trông thấy em lúc nãy đâu. Em nó trông giống như là... Chàng vụng về tìm lời, nhưng lại tìm được chữ gây nhiều hiểu lầm nhất. Trông giống như là người đã chết vậy đó. Nhưng đẹp, đẹp lắm. Nghe Antoine nói, bà Louise cảm thấy như gươm đâm thâu qua trái tim. Bà chạy bán sống bán chết đến đây là vì sự sống của con. Bà để cho mình rơi xuống chiếc ghế dài sẵn đấy. Ôi,
lạy Chúa Trời trên cao, xin cứu mạng con của con. Bà thở dài não ruột. Bernadette đứng dậy ra khỏi chiếc ghế, tiến đến bên mẹ, cầm tay nói. Mẹ ơi, về thôi kẻo muộn. Có lẽ ba về nhà trước rồi. Tuy nhiên, ở tình thế này, ông François và bữa cơm chiều không dọa nổi bà Louise. Bà lau nước mắt thổn thức. Con ơi, mẹ sẽ không rời khỏi nơi đây, trừ khi con hứa sẽ chẳng ra hàng Massabielle nữa. Ra hàng đấy khốn khổ cho con lắm, con hiểu không? Bà Nicolau khuyến khích Bernadette. Hứa đi con. Chứ cứ ra hàng như thế này, có hại cho sức khỏe của con lắm. Cháu sẽ ngã bệnh nặng cho mà xem. Bernadette đứng thẳng trước mặt mẹ, vặn vẹo hai tay lạnh giá. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Con hứa với mẹ không ra hang nữa. Nhưng cô tinh khôn nói thêm. Trừ trường hợp có phép của mẹ. Mọi người vỗ tay, hoan hỉ tán thưởng. Ba mẹ con dắt nhau ra về, không quên cảm ơn Antoine và bà chủ nhà. Khi mọi người đã giải tán hết, bà Nicolau thở dài nhẹ nhõm nói với con. Hay, thiệt nghe, mẹ chẳng ưa xem thấy con bé trong tình trạng khốn đốn như vậy. Antoine đi đi lại lại trong gian phòng khách, bây giờ trống trải, lẩm bẩm như tiếc rẻ. Con chưa hề xem thấy cái chi đẹp đẽ hơn nét mặt Bernadette quỳ bên suối. Ngưng lại một lúc như để ngẫm nghĩ, chàng tuyên bố thêm. Người ta không nên đụng chạm vào một sinh vật như vậy. Ý nghĩ ẵm Bernadette trên tay làm chàng khiếp sợ. Mặc dầu cả thị trấn Lộ Đức xôn xao về câu chuyện hoang đường do mấy cô học sinh trường các gì Nouvelle bày đặt, ông François Soubirous không hề bị ảnh hưởng. Ông không thay đổi thái độ, vẫn cư xử bình thản như không có chi xảy ra, hoặc chẳng hay biết gì hết. Tuy nhiên, thân sắc ông vô tình bày tỏ nét chịu đựng của dư luận. Ông đi về không dám chào hỏi, chuyện trò cùng ai. Ban đêm, tiếng gáy thêm nặng nề. Ngược lại, vợ ông bà Louise bộc lộ tính tình nhạy cảm. Bà trở nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn với các con, nhất là Bernadette. Chúng có thể tới trường hay nghỉ học tùy thích. Phần cô gái lớn Bernadette, ban ngày sinh hoạt bình thường, giúp đỡ mẹ nấu ăn, săn sóc các em, đi học giáo lý với Maria và những việc thường ngày khác. Nhưng ban đêm, nàng thường khóc thầm, tưởng nhớ bà khách lạ ngoài hang Massabielle. Bà đi chân không, ăn vận mong manh, đứng đợi nàng vô ích ở trước cửa hang trong gió lạnh tháng 2. Mùa đông như dao sắc cắt da thịt. Cô hy vọng bà không đứng đó lâu, nhưng nhanh chóng quên cô bé mới làm bạn chưa được bao lâu. Bernadette ấm ức suốt đêm vì không được ra thăm bà lạ, người mà cô luôn canh cánh tưởng nhớ và khát khao trông thấy mặt. Nỗi nhớ nhung ngày một tăng chứ không giảm.
Kính thưa quý vị, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.